Chào anh Phúc em. Chị chào Kiều Như. Trời, làm gì thằng Tây gửi yêu cầu này lên vậy trời, chắc tôi chết quá. Cái canh tối ngày điền tôi hoài, tôi chán ghê vậy. Canh tối ngày điền tôi hoài, mấy thằng Tây này mệt ghê vậy. Bị đớt. Đớt điện thoại nữa, chán nữa. Livestream mà ăn được gì đâu mà có. Rất điện thoại xong. Cái này dễ thấy hơn, mà như này dễ thấy hơn. Chút nữa đâu, tí xíu mấy người nó hạnh phúc lên nha. Đợi xíu nha, trong đông. Hồi nãy mình lên nữa mới chạy vô cái con cái gì bưng bô nữa. Bưng bô thì là cái này đã nói là bưng bô là đổ bưng bô còn sẵn đúng không, đổ lên bao que sổ lá cái tối ngày vô cái chạy vô là bưng bô thế nè hả. Thèm bưng bô, em chào chị Phương nha. Vậy mà tụi bay đang bưng vô cho cái gì bao que sổ lá chúng bay đó. Một cái lá cờ đã chết mấy chục năm rồi đó. Ôi mà ngày hôm nay thấy mà nhục cái này nè. Để chị nói xong chị mời anh Phúc lên ngày xem có cái clip anh kia anh gửi kìa. Trời ơi mới mang nhục. Mang nhục cái người Việt của mình á mà đang sống bên gì? Bên ngay khu Cali á. Đấy, một cái ông Tây ha, một cái ông Tây đơn giản thôi. Người vợ ổng á chắc đi du lịch bên Việt Nam á, mua cái áo cờ đỏ sao vàng, à, cái áo đỏ sao vàng đó đó. Ông bằng ông đi vào ngay ổng tưởng là bằng chắc người Việt nên chỉ ổng bằng cái áo cờ đỏ sao vàng ổng đi vô khu khu một, gì cái khu khu Cali á của người Việt ở. Trời ơi thấy mà xấu hổ thiệt á. Mà thấy mấy người này mà nói câu mà hòa hợp á thì không thể hòa hợp được đâu. Mấy người mà chống cộng cực ngu này mà câu á, tại bây giờ mình hòa hợp á thì đất nước mình á thì họ chính phủ của mình á họ cũng gì nghị quyết 36 rồi thì muốn về thì về thôi, còn họ hòa hợp là quyền của họ thôi, cũng không thèm nữa đấy. Mà người Tây á, họ thì họ vợ họ đi du lịch thì tại Việt Nam mình thì người ta mua cái áo cái lá cờ đỏ sao vàng thôi họ đi thôi. Người Tây họ mặc họ đi ngoài cái khu người Việt ở tại Cali bên Mỹ á, vậy mà ra mà chặn cái ông Tây là ngồi xuống à, đâu có dám đụng gì người ta, cũng dám chỉ nói thôi đâu dám đụng gì người ta, giống như năn nỉ người ta vậy. Thì cởi cái áo ra ha, cởi cái áo ra lồn ngược trái lại để cho khỏi thấy cờ đỏ sao vàng ha, bắt người ta đi đến đội mà ông Tây hả, ông Tây ông nhìn ông cũng mắc cười mà ông cũng đâu có dám cởi, ông đâu có cởi đâu, vợ ông mua ông tặng mà ông đâu có cởi. Họ chẳng qua họ nói là họ không cởi, mà mấy người kia thì giả đò nói vậy nè, tại vì hả ở đây hả không có cái áo nào mà cỡ bằng ống mặc hết á, tôi biết sao biết đâu có dám đụng gì tới người Tây. Nó chứ cái lũ chúng bay đâu có dám đụng gì tới người Tây. Nên chứ giờ người ta nó nhỏ kêu lộn áo trái lại, mặt đừng có cờ đỏ sao vàng, mày thấy bị nhục không? Bị nhục với người Mỹ không? Người Mỹ người ta tôn trọng cái bằng cái lá cờ thôi, bằng cái áo cờ cờ đỏ sao vàng thôi. Mà tụi bay bị chặn người ta, bị năn nỉ người ta bằng trái ngược lại. Kêu người ta cởi ra, người ta đâu có chịu cởi. Vợ tao mua tao tặng mà, tao đi qua Việt Nam tao mua tao tặng mà.
bằng cái áo cờ đỏ sao vàng, thì họ nghĩ tụi bay là người Việt, bé nhục bé ngồi bé đợi người ta hả, bé dù người ta bằng lồn ngược trái lại hả, rồi cởi cái áo người ta đâu có cởi đâu, sao bé ra bé bé ngó bé đứng đập thằng người Tây đi, bé đập được người Tây tao mà giỏi kìa hả, bé ngó bé ra bé hù ra đập người Tây đi, bé đập thằng người Tây là bé chết mẹ hả, nó đuổi tụi bay đi luôn, nghe chưa, nghe chưa, cái lũ chúng bay đúng mà giật áo nhìn bay ra tao thấy tao tởm dễ sợ luôn á, không ai mà khốn nạn với chúng bay mà người ta, tao xem cái clip đó đó, người ta một cách đơn đơn giản thôi, tao bằng cái áo cờ đỏ sao vàng thôi là người Tây tao mặc sao bay ngon đi, bay đang đập, đập thằng Tây đi hả, nó nói vờ nó đi 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 du lịch tại Việt Nam, tao mua cái áo về tao tặng tặng cho chồng bằng cái cờ đỏ sao vàng, họ ra khu người Việt, họ nghĩ là bằng ra khu người Việt, bé chặn bé đành lòng bé chặn lại bé kia thằng lùng cởi ngược cái áo trái ra bằng chứ phải thấy cờ đỏ sao vàng, nó bị nhục dễ sợ luôn, tao quay clip đó trời ơi tao quay người ta nhục, tao nhục nhã cho chúng bay thiệt á, mà mới nói câu mà hòa hợp với hòa giải chúng bay, tao nghĩ là tụi bay thì thôi đi cho nó ở bên thiệt, bây giờ nếu mà cho nó ở bên luôn cũng được, nó chết bên luôn kệ cha nó đi, cái lũ chúng nó thiệt á, tụi nó mất dạy cho con gì nữa, mất dạy thiệt. À, tôi giải thích tôi là chị tôn trọng cái lá cờ ba sọc này nè, lá cờ ba sọc bay được, bé có đáng giá không, cái lá cờ bay đá sọc đáng giá không đấy, mà họ chỉ người Tây họ đơn giản họ bằng cái áo thôi, biết bé chằng lại bé ngồi bắt lột cái áo trái cờ đỏ sao vàng hả, bé chằng ngay cái khu Cali của chúng bay bên á, bé nhục dễ sợ không, thì bé nói là không có lật đổ hả, bé thương dân dân chỗ nào, chẳng qua bé nói bé thương dân cái gì hả, cái lũ khốn nạn chúng bay nói bay thương dân cái chỗ nào, bay chẳng qua bay trả thù cái mối hằn thôi chứ bay không thương dân thương 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 gì đây hết, bay không thương gì dân Việt Nam đây hết, chẳng qua bay trả thù cái mối hằn của chúng bay đúng không, giờ tao nói càng ngày tao càng nhìn rõ ra cái bộ mặt chúng bay là xảo trá. Em chào anh Chu Phan, không phải là Hùng Cửu Long, cái ông người Tây, cái người Mỹ vợ ổng đi du lịch bên Việt Nam à, ông ổng đi về nước à, ông về nước Mỹ rồi ông mà ông nghĩ là cái khu người Việt thì ông bằng cái áo cờ đỏ sao vàng à, để ông ra giống như là ông là tới Việt Nam rồi ông cũng có cái ông thích thú vậy đấy, cái người Việt bên Cali của mình nó chặn ông Tây lại à, ngồi xuống ghế giải thích với ông á, là cái lá cờ này là đuổi à, gì à, cũng vì lá cờ này mà các người họ mà bị bị nạn bên tại bên Mỹ à, nên chỉ là kia ông người Tây là cởi cái áo ra, mà tôi nghĩ là ông người Tây không phải là ông có chịu cởi à, mà chẳng qua là à, nói cho đỡ nhục thôi, nói đi à, à, tôi tính thay cái áo cho ổng cho người Tây mà không có cái áo nào vừa của ổng hết, chẳng lẽ nguyên cái khu một cái khu Cali của chúng bay mà không có cái áo nào mà để cho ông Tây để mà thay ra cái áo cờ đỏ sao vàng hả, chẳng qua bay không làm gì được người Tây thấy chưa, cái ngón mày đập đi hả, à, hai bay đá bay bay đánh cái thằng thằng Củ Long á, đi ngon bay ăn hiếp người Việt thôi ha, đi ngon bay ăn hiếp mấy thằng Mỹ kìa tao mới giỏi, nó bằng áo cờ đỏ sao vàng đó làm gì nó được không hả, tụi bay chỉ giỏi ăn hiếp người Việt ha, tụi bay mới nhục, tao thấy tao coi mà tao nhục mình cho bay, tao không biết cái thằng nghĩ thằng người Tây nó coi coi thường mấy chỗ nào, đất nước của chúng bay ha, đất nước của chúng bay mà mấy con chà đạp như vậy thì người Tây nó coi tụi bay ra gì, chào Huy nha, có biết ra gì, bữa nay á, bữa nay càng ngày bên lồ ra cái mặt, lồ ra cái mặt hàng của chúng bay thiệt á, chửi nữa ha, đâu nói thôi giống chửi mà phải nói vậy đó, phải nói như vậy, còn ai lên nói thì nói, còn Hà Mỹ thì lên thì nói vậy đó, tại mình coi cái clip đó mình thấy mình trời ơi nó xấu hổ, mình coi clip đó mình phải nói ra cho mang nhục chứ. Chị Hà My dữ dằn quá, chị đâu có dữ dằn, cái anh đó anh tớ, anh có gửi cho Hà My quay cái clip đó đấy, nó Hà My ơi quay cái clip này nè mới nhục nè đấy, tại đông người nãy giờ mình kể rồi nhá, cái ông người ta bằng cái áo cờ đỏ sao vàng, nó nghĩ ra là chắc người Việt thì bằng cái áo cờ đỏ sao vàng thôi ra người Việt, nó đè thằng Tây hả, nó ra nó mời thằng Tây ngồi xuống ghế nè, rồi nó chắc là giải thích giải nghĩa là cũng vì lá cờ này nó mới mà tị nạn qua tới Mỹ, bắt giờ ông người Tây cởi cái áo ra ha, cởi cái áo ra mà thằng Tây nó đâu chịu cởi, cái nhục quá à, nó nhục quá, cái nó giờ đó nó nói vậy này,
Nguyên khu này không có cái áo nào bằng vừa bằng của thằng Tây mặc hết. Nó thực tế là thằng Tây nó không chịu cởi. Vợ nó mua tặng mà người Tây người ta quý vợ lắm. Nếu chi mà cởi cái áo đó về vợ nó quấn làm sao? Vợ đâu cởi, thằng Tây đâu chịu cởi. Nó mặc cái áo nó vẫn đi về. À, không cho người mà vẫn đi về. Nhục vậy sao không? Bấy chị ăn hiếp, như Hùng Cửu Long thì bấy ăn hiếp. Bấy ra bấy nhào, bấy đánh bằng cái áo cờ đỏ sao vàng. Còn thằng Tây hả? Bấy ra bấy ráng bấy ôm để bấy chụp hình lại nữa chứ. Ráng ra ôm chụp hình hả, ra ôm cho mà thằng Tây bằng áo cờ đỏ sao vàng hả. Trời ơi, cái khu chúng cái ly của chúng bay sao mà kỳ cục dữ vậy. Thấy tao nhục cho người Việt. Chị bằng áo cờ đỏ sao vàng họ đi về họ hãnh diện, chị chắc nghĩ ra bằng áo cờ đỏ sao vàng là chắc ra có người Việt chắc họ thích như vậy, thì thằng Tây nó nghĩ một cách đơn giản như vậy. Ai ngờ ép vô cái nó xấu dân tộc Việt Nam, thì thằng Tây nó nghĩ tụi bay cái gì hả, thằng Tây nó nghĩ tụi bay là cái gì. À, chào Nguyễn Hiền nha. Thằng Tây nó nghĩ tụi bay cái gì à, đất nước của chúng bay mà bay bay còn chà đạp vậy thì người Tây nó coi thường chúng bay lắm. Tao nói thiệt, cái chúng bay là coi thường lắm, nó thật tình là như vậy. Bay chị giỏi ăn hiếp người Việt ha, với Hùng Cửu Long thì bay ăn hiếp đấy. Là bây giờ nó lộ cái mặt nó ra rồi đó, bây giờ lộ cái mặt nó ra rồi đó thì mình biết kè nói là chị, mà mình phải nói cho chết cho những cái chú còi đó mới hiểu là nó không phải là đòi giùm có gì, không phải là đòi giùm cho gì thương yêu tụi bay đâu ha, rồi nhân dân cho tụi bay đâu, mà chẳng qua nó trả thù mối hận thù ha, nó trả thù cái mối hận thù của chúng nó đấy, nó trả mối hận thù của chúng nó chứ nó không phải đòi quyền lợi em chào anh bằng, không phải là đòi quyền lợi cho chúng bay đâu. Mà bởi ngày hôm nay tao quay cái clip đó tao mới nhục nhục nó mời thằng Tây xuống ngồi bàn hoàng, nó kêu thằng Tây, nó giải thích thằng Tây đầy đủ luôn, cứ ngại người muốn coi clip đó đó đó. Nó mời thằng Tây xuống ngồi ghế à, nó nói với thằng Tây á, là nói là cũng vì lá cờ đỏ sao vàng này nó mà tị nạn bên đó, nó kêu thằng Tây á, là cởi cái áo ra mà thằng Tây nó vì vờ nó mua đấy, mua tặng thằng Tây, nó đâu có cởi áo áo cờ đỏ sao vàng đâu. À, các người quay cái clip đó đi, vô xem đi mới biết. Có nhục cỡ này nè, nó ép thằng Tây ngồi xuống ghế mà thằng Tây đâu có chịu cởi cái áo cờ đỏ sao vàng đâu, vợ nó mua tặng mà đâu có làm gì thằng Tây được đâu. Đó, nó ra khuôn cái ly đó là bằng áo cờ đỏ sao vàng này, thằng Tây nó ngạc nhiên cứ dòm ngơ ngơ vậy này. Thằng Tây nó nghĩ là ủa sao mà không cho nó mặc cái áo cờ đỏ sao vàng này, thì nó nghĩ nó khu người Việt thôi à, có nhục vậy sao không. Chào anh, chào Đình Nhiệm, cái đó mới nhục. Mà mấy người coi đi, mà mấy mấy người á, nó mình mà dạy nghĩa ra là chúng này nó phải là thương yêu gì Việt Nam, mà chẳng qua nó trả thù cái mối hận, bây giờ nó lòi cái mặt nó ra trả thù mối hận, chứ nó không phải là đòi cái gì mà quyền lợi cho anh bằng lên. Không, anh bằng thoát ra mời yêu cầu đi, anh lên tí đi anh đấy. Nó chia à, hà mới quay cái đó mà trời ơi coi mà nhục, coi cái clip nó xong đi rồi mới mang nhục, mà mình thấy là người Việt của mình thấy nó hèn hạ. Đồng ý, hồi xưa là mình thì đất nước chiến tranh thì đâu nó cũng xong hết rồi, đã hòa bình rồi, đúng ra những cái thế hệ đời sau này họ phải bỏ qua cái những cái chuyện đó ấy, họ còn nuôi cái thù hận bây giờ là xúi những người khác đấy. Thương yêu gì Việt Nam, chẳng qua nó muốn làm cho thỏa mãn trả thù mối hận của chúng nó cách đây là 43 năm vậy thôi, đúng không. Hay có người Tây họ bằng cái áo một cách đơn giản thôi mà nó còn làm như vậy đấy, thì nó yêu chỗ chỗ nào, nó yêu Việt Nam ở chỗ nào. Trời ơi, ngày hôm nay mà thấy xem xong rồi ha, mình thấy mình xem rồi là mình thấy mình bưa luôn, mình xem thấy là mình bưa. Em chào nha, em chào cho mình nha. Mình xem thấy là mình nản luôn, mình nản nản mình thấy xấu hổ giùm cho những cái người mình là người Việt. Thế là người Việt nó ăn hiếp người Việt thì mình cũng đỡ đi, mình nói cái thằng Tây nó mặc thôi là thấy nó xấu hổ, cái thằng Tây nó mặc thôi, nó mặc cái áo cờ đỏ sao vàng đi trong khu người Việt thôi, mà làm gì mà ê, người ta là mời ta xuống ghế rồi còn giải thích dạy nghĩa, nó làm nhìn thấy ghê. Vậy thì đất nước Việt Nam bây giờ hiện tại là ai, tụi bay có quyền không, hay cái lá cờ của bay chúng bay đã chết rồi cái có quyền hàng gì trong đất nước này nữa. Em mời mời chị Vương ấy, bánh biết nhục à.
Chào Trung Hiếu nha. Thôi chị hồi đó buộc ăn tiếp. Thôi em chào chị. Chào Hà Bi, chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn của Hà Bi đang theo dõi nha, trên diễn đàn Hà Bi. Hà Bi ơi, nãy chị đi làm về nhưng mà thực ra lẽ ra là lòng bảo dạ là sẽ chẳng nói gì nữa đâu, nhưng mà thực ra là bức xúc quá. Vô tình chị vừa vào chị thấy nick của Đông Tà đấy, Đông Tà tức là Đông Tàn đúng không em? Đó, Em có nói coi mà chị, nó em chửi có nó mới xúc xem phạm về mấy Bác cái Hồ đó. quá sáng luôn đúng không? Em Chị thấy em đang like trực tiếp được đấy không? nó thấy cái hình avatar của em luôn rồi, cái lá cờ cái nó cho em rớt xuống đó. Nó cho em lên đó. À, thế không cho em lên à? Nó Na bấm ơi này. ok cho em lên rồi, nó thấy cái hình avatar của em đổi cái lá cờ, nó là đổi cái lá cờ màu nên chị nó cho xuống. Chị thấy nó nói ăn nói quá như là hàm hồ mà quá như là xúc phạm. Thực Dạ sự đúng ra là Bác Hồ thì đâu có làm gì đến chúng nó, cái chúng nó là cái thế hệ hậu sinh cơ mà. dạ Nó đâu có chứng kiến cái đất nước nhà mình chiến tranh của những cuộc chiến tranh trước đúng đâu, rồi bởi vì thằng đấy thì chắc nó cũng ít tuổi thôi em ạ. Nhưng mà nó dạ ăn nói mà không hiểu là nó ăn nói quá là hàm hồ mà nó xúc phạm. Cái dạ văn hóa Ba Que của chúng nó gọi là văn hóa cẩu sự. dạ đúng rồi chị Thật sự là phải nói cái câu đấy thì nó quá như là nhục đúng không? Đấy hôm dạ qua đấy em xem đây, kể cả có một cái bác ấy, bác cũng là lính Cộng hòa, bác 80 mấy tuổi đã, bác lên bác nói đây. Dạ thanh phong Chỉ có dạ Ba Que chống phá Cộng sản là bọn đấy sẽ là thất bại, không bao giờ. Bọn nó sẽ không bao giờ coi như là đạt được mục đích đâu. Bởi theo chúng mục nó bao giờ người dân người ta cũng theo chính nghĩa hết. Người ta dạ cũng biết lẽ phải, chứ không ai đi nghe chúng nó xui dại để mà cuối cùng đi thế mạng đâu. Cái bọn này á, là nó bây giờ nó điên cuồng nó chống phá, nếu không được nữa thì nó cứ làm càn thế thôi. Chứ tự dạ thâm tâm chúng nó cũng biết là sẽ chẳng làm gì được cơ mà, đúng không? dạ dạ Cho đúng rồi nên chị. là nó càng càng làm như thế thì người bị tổn thương tức là chúng nó, bởi vì cái gì cũng thế, cái kim trong bọc cũng lòi ra, cái bản chất của chúng nó cũng đã là lòi dần ra dần hết rồi đấy, đúng không Nó em? lôi Chúng nó đó điên cuồng nó vào nó chống phá nó bằng mọi cách, nhưng cuối cùng để được cái gì, kết quả là được cái gì? Nó chẳng được cái gì hết, nó sẽ thua nhục nhã thôi, nó sẽ phải thua nhục nhã, bởi vì là bao nhiêu coi như là nghìn năm văn hiến, coi như là Việt Nam mình, coi như là nhân dân dân tộc Việt Nam rất chi là kiên cường và anh hùng, chứ không phải như chúng nó chỉ cần động có biến vẫn là chúng nó lo, chúng nó kéo quần chúng nó chạy không kịp, tụt cả quần luôn, xong đi bám càng ở hải ngoại, xong bắt đầu ăn cơm nhà vác tù và hàng tiểu, coi như là cõng rắn cắn gà nhà, Dạ đúng rồi chị. xong bắt đầu cứ ngồi ra giả. Chứ chúng nó lấy cái tư cách gì mà chúng nó đòi về Việt Nam? Chúng nó đã bỏ quốc tịch Việt Nam thì chúng nó sang chúng nhập quốc tịch Mỹ là chúng nó người Mỹ, chúng nó muốn đòi quyền công dân thì đòi ở Mỹ chứ đâu đòi ở Việt Nam. Thế Dạ chúng đúng nó cứ nói như thế, một số người dân người ta không có hiểu, cứ mị dân, còn nó bảo nó lấy cái quyền lợi gì mà nó đòi ở Việt Nam, mà đòi đúng về Việt chị. Nam đòi hỏi quyền lợi. Chị hỏi cho em, nó muốn như thế, nó muốn đòi hỏi quyền lợi, nó phải từ bỏ quốc tịch Mỹ, mà từ bỏ quốc tịch Mỹ, Việt Nam nhà mình cũng không bao giờ cho những cái bọn đấy về. Mà Đúng. cái bọn vong nô đi về cuối cùng lại 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 cõng rắn cắn gà thêm một lần nữa, nó lại bán nước hại dân. Dạ đúng rồi chị. Chúng nó thì ăn nói ngạo mạn, nhưng thực ra chúng nó chẳng làm được cái quái. Sau những cái vụ việc chứng minh đấy thì chúng nó làm được cái gì? Chúng nó ngon thì chúng cứ về đi, chứ ngồi đấy cứ suốt ngày coi như là dương đông kích tây, xong cứ lồng lộn lên làm cái gì đấy. Chính phủ Đào Minh Quân đấy, đã bây giờ chạy mất dép thì còn đâu nữa đấy, Đúng chị. Rosa Đào này rồi là Mimosa đấy. Chị nói em, chúng nó làm thế được cái gì? Chúng nó phải biết rằng là người dân bây giờ người ta rất chi là hiểu biết, đúng không? Thông tin thì cập nhật, xã hội phát triển thì đương nhiên là thông tin cập nhật đấy, thì hàng ngày hàng giờ người ta cũng biết, chứ đâu có phải người ta dỗi hơi rảnh háng như cái bọn đi đâu. Dạ Suốt đúng. ngày làm ba cái chuyện tầm phào mà làm mà cứ càng ngông cuồng thì càng ấy thôi, càng thất bại. Chứ bên chúng nó cứ suốt ngày chúng nó ngồi đấy, mà chúng nó ở hải ngoại chúng nó được bao nhiêu? Một số bà con hải ngoại người ta yêu nước, người ta cũng chẳng bao giờ, người ta không yêu hay có yêu, người ta cũng không bao giờ làm những cái chuyện như chúng nó. Chỉ có một số cái thành phần gọi là thành tử, phần tử đấy đấy, Dạ đúng. còn một số cái phần tử cũng gọi là nó bức rưỡi ấy, ghen tị mi nệ 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 đất nước Việt Nam, thấy đất nước mình phát triển thì lẽ ra phải vui mừng, chứ ai lại cứ suốt ngày coi như là đêm ngày toàn cứ nghĩ những cái kế coi như là ấy thôi, đi lật đổ chính quyền, lật làm sao được. Kế sách nó lừa gạt người ta để vào tù ngồi, đó là kế sách của nó, là muốn muốn gì, muốn cái được cái hận thù của chúng nó xấu xa lắm.
Không, một phần là thế, một phần là chúng nó đói, chúng nó phải đi lừa tiền như thế để coi như là kêu gọi, giống hôm qua cái anh nói thế, tức là mình phải kêu gọi người dân vào tù thì nó kêu gọi là bây giờ đến Đảng Cộng sản Việt Nam bắt người này, cơ thì không có quyền con người thì bắt người tù người nọ người kia này, thế bắt đầu nó định huy động tiền, nó đi 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 đi, đi, đi Đồng quyên góp tiền lừa 10 đảo nghìn 10 đồng thì nó chỉ đưa cho 1 đồng thôi, còn 9 đồng là chúng nó ăn, chúng nó lừa đảo ấy chứ em. á, thì em nói Xong lừa chúng đảo nó đó coi như là hả, dọa chúng nói lừa nạt. đảo hả, Chúng chúng nó nói là bị lừa dân, đảo chúng nó bị dân, bị một số người dân ở ở bên hải ngoại đấy. Thế chính vì như thế đâm ra là một số người người ta mới hiểu nhầm, chứ còn những ai mà người ta đã bước chân về Việt Nam một lần rồi là người ta sẽ nhìn thấy đất nước thay da đổi thịt, người ta sẽ thấy sự phát triển của Việt Nam mà người ta cũng rất chi là mừng. Chứ đâu có phải người ta cũng có những người người ta sau một hai lần về là người ta chuyển hướng đầu tư về Việt Nam luôn. Chứ đâu có phải là như bọn nó đâu. Ăn không ngồi, ngồi rồi xong bắt đầu làm ba cái chuyện tào phào tào lao thế đấy. ừ. Giống như ngày hôm nay Ăn à, nó nức ngày dậy hôm nay là biểu tình chị có đâu ta, ngày hôm nay nói biểu tình nữa đó chị, đấy mà biểu, chúng nó về đấy mà biểu, ngon thì về đi, nói được thì làm được đi đấy, việc người Mỹ nói được thì làm được, về đi, bây giờ chúng nó là người Mỹ thì mình phải nói như thế. Còn à, chúng nó đừng có ngông cuồng, đừng có ngạo mạn. Hải Nguyên mày đừng có rút vô Chúng đây, mày nó rút vô đây tao có bò gì, tụi bay là chó chứ, cái thằng này tụi suốt ngày bay là la một liếm con nhá, cái chó thằng luôn Hải à, Viễn này này, ừ tụi bay là một con chó chỗ mà nào tụi cũng la liếm. con chó thất bài đúng không, tụi bay là một con chó thất Và bài, chỉ tốt còn là nhất chơi lừa như thế đảo người này, khác Hải Nguyễn này, để cho chị nói một câu, Hải Nguyễn đi chỗ khác mà kiếm ăn nghe chưa, ở đây không có cái gì cho mày ăn đâu. Càng ngày chúng nó lại càng manh động, chúng nó lại càng điên cuồng, mà bắt đầu bây giờ đâm ra là chị thấy là một số kiểu người dân trong nước mình cũng không hiểu, mình thì mình cũng không, nó không phải là vơ đũa cả nắm đâu, nhưng mà rõ ràng là vẫn thấy một số người người ta không có có ấy, không có hiểu, đâm ra vẫn bị bọn ba que này nó lợi dụng ấy, em hiểu không, làm những cái việc mà trời không dung đất không tha ấy, suốt ngày giờ ăn thì đi lo chống phá chống phá, cuối cùng là chúng nó là có đường cái gì không, hay là cuối cùng là dân mình thì lại thiếu hiểu biết, cuối cùng đi 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 đi, đi vô tù bóc lịch ý, còn chúng nó thì cứ ngồi xa, chúng nó hoặc kêu gào đi quyên góp tiền, cuối cùng đến tay mình được bao nhiêu đồng nó gửi về cho đồng một đồng, còn 8 9 đồng chúng nó bỏ vào túi chúng nó ăn với nhau, thế có phải khổ không đấy. Hôm qua chính cái bác Phú đấy, bác nói đấy, bác là người sống ở bên Mỹ, bác nói đấy, thực tế nó là như thế, và chị nghĩ đúng nó là như thế 100% luôn. dạ đúng đó chị, Chúng nó cứ toàn đi, nó nói mà nó toàn mị dân mình, sao nó toàn nhát ma, chỉ có những người yếu bóng vía mới nghe ấy, chứ còn những cái người mà người ta đã cứng bóng vía nó có nói thế nó nữa không ai người ta nghe, ngày nào cũng thế, ngày nào cũng thế, cứ ra giả ra giả. mà ra là anh chị cho nghỉ đi, có ai làm gì cho nói nhau không, đất nước này vẫn yên bình, tôi bay cả cả ngày ra là đất nước này càng cứng vững, tôi bay là càng càng thất vọng không, bé thua thế thảm luôn, chúng nó sẽ thua thế thảm, Thì thực tế thì đã bao nhiêu năm nay, 43 năm nay chúng đã thua thê thảm rồi còn gì nữa, nhá nó đã thua rồi mà, chúng nó càng dễ thì chúng nó càng chết chứ có cái gì đâu, chúng nó chẳng qua là chúng nó cố không chịu chấp nhận thôi, chứ nó cố tình nó không chịu chấp nhận rồi nó cứ cố tình nó của ấy thế thôi, của chày của bựa thế thôi, chứ nó làm được cái gì, nó ngon thì nó về đi, nó ngon nó về nó đứng đầu, nó đi 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 cầm đầu đi hô hào đi xem nào, nói là làm đi, nói được thì làm được thì cứ về đi, về mà hô hào dân mà cầm đầu mà dẫn đầu đoàn biểu tình mà đi, cứ đứng đấy xong bắt đầu suốt ngày mà hô hào đấy, bây giờ về cứ bảo ngày nọ ngày kia cuối cùng có làm được gì đâu, toàn những gọi là ảo, mới lại toàn những gọi là toàn những bọn ngụy quân tử, cho vào tù mà cho nó chết rũ xương ở trong đấy thì cho chừa đi. đúng rồi, thằng này bắt, nếu mà bắt được cái lũ đó cho nó vào tù ngồi đếm mà đếm mà lóng tay mà cả lóng chân luôn á, đấy cái mua sách chính trị á, Chị bắt nói cho đầu em, rồi chị rồi mua cho nó đọc, mua sách chính trị về rồi ừ. cho nó đọc để Chẳng có đứa nào nó nó không học tham nó làm sống sợ cái chết gì ở đây, em hiểu không, chứ. không có đứa nào là không tham sống sợ chết đây, toàn những cái đứa mà càng nói to mồm thì càng to còi thì lại càng sợ chết. Chào Văn Xuân nha. Đúng không? Toàn những cái đứa to còi, toàn là những đứa sợ chết, anh hùng rơm. Mẹ người ta bảo toàn là toàn những cái bọn coi như thế thối tha, cái bọn 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 nguyện bọn coi là đi cõng rắn cắn nhà nhà xong rồi cắn lại đồng loại Thì thì là thuộc cái bọn gì,
Nó bảo nó thương dân, thương cái chỗ nào? Nó thương dân mà nó cho đẩy dân vào chỗ chết, nó xui dân vào con đường chết, mà đấy là thương dân à? Mày thương dân hay chúng mày thương cái bản thân mày để chúng mày lấy cái cớ để đi quyên góp tiền của những người hải ngoại chúng mày sống sống trên trên nỗi đau, trên cái ấy của người khác, uống máu của dân. Chúng nó đúng là lừa đảo Hút mà chị, máu dân là một đó là loại, đúng, đó là đính chúng chính gốc là lừa không đảo. phải là cái lũ cái mẹ mà cái lũ cộng cằn. Xong rồi còn bảo là suốt ngày chửi bới ai làm gì chúng mày, Tụi bay không có xứng rồi người cứ suốt ta, ngày chắc không nó như đang có sợ một tù với ngày là không bị chửi lừng bới tòng xong bắt đầu không có đi trồng. mẹ Nói mày bình mới thường đúng là cái bọn cẩu cằn. nha. Sao lại chửi người khác? Mày bảo thờ ba cái cờ ba que, cái tờ đấy chỉ là cái rẻ lau thôi, rẻ lau đít ý. Toàn những cái bọn phản phúc, phản nông nô. Nó là súc nô á, lũ chúng nó là súc nô. Đấy, Thằng bọn nó ông là súc bà thì cẩu cái đấy. thằng ông bà chị, cái thằng ông ta là thằng này quá mất dạy đấy, thằng ông ta là quá mất Chị dạy. vừa vào chị vừa mở, Tao chị thấy cái mặt nó ngồi trình hình ấy, nó ngồi nó chửi, nó rủa rồi vận vào thân nói. Chứ nó ăn cơm của Việt Nam, nó mang cho người dòng máu Việt Nam, cuối cùng nó cắn lại đồng loại nó là thuộc cái hạng gì? Súc cẩu, cẩu đúng không? súc nô đó. Chứ còn con người thì người ta đâu có như thế. Đi quay lại cắn đồng bào mình xong bắt đầu là xuyên tạc, bóp méo sự thật về đất nước xong bắt đầu là ngồi đấy mà ấy. Chửi bậy, chửi mất dạy. Chúng nó ở chúng văn hóa gì, sống ở một cái đất nước văn minh đấy mà chúng nó chẳng học được một tí lời cái văn hóa nào, toàn những cái loại là văn hóa trường làng, cô cấp cấp 2 cô giáo chết, văn hóa đường phố, bây giờ có thêm cả văn hóa chửi, văn hóa đường phố của những cái bọn mà gọi ấy đấy đời. Ăn nói thì Ui, hàm hồ, lúc nào cũng mơ ảo. mới ảo để lật đổ cộng sản mà, cứ vậy đó. Mới ảo lật đổ cộng sản Bảo nó thôi. là cứ mơ đi, cứ ngồi đấy mà hát bài giấc mơ chặt đi vài nghìn năm nữa nghe chưa. Đúng rồi. Ngồi hát bài quốc ca ngàn năm sau nữa biết lật được không? Đấy, ngồi đấy mà hát, cứ ngồi đấy đi mà mơ, cứ ngồi đấy mà ăn sẵn nằm ngửa ra bó tay. Chị mà xem cả mấy clip bên đó của chúng đó thì mà thấy mà xấu hổ lắm. Chị nói là em nói thiệt với chị luôn, em thấy em xấu hổ cho người Việt Thì của em mình. cũng vào xem, cái chị cũng xem mấy cái video clip của những người ở bên bên xa đấy, tức là ở bên một cái phố của Mỹ đấy, coi như là cũng vô gia cư em ơi, nhiều lắm vô gia cư, xong người ta cũng ăn ở ngoài đường phố khổ cực các thứ, phải đi bán dạo các thứ, hát dạo các loại, người ta kiếm sống em ạ. Là những người đấy là những cái người người ta lương thiện em hiểu không, cũng 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 có một cái số phần tử gọi là siêng ăn nhắc làm, thế nhưng mà có nghĩa là mình xem hết thì nói chung như thế này này, cho một câu chính xác là ở đất nước nào thì cũng có hai mặt em hiểu không, Dạ cũng đúng có những thôi, cái mặt đó trái và là những cái mặt đó. phải đấy. Đấy, chẳng qua chúng nó cứ bảo là bên nước ngoài không có tệ nạn, chỉ nói em tệ nạn nhiều hơn ở Việt Nam mình đấy, nhưng chẳng qua chúng nó không dám đưa lên, chúng nó bưng bít, chúng nó không dám đưa lên sự thật thôi, còn mình sống ở đây là bọn chị biết rồi, sao không có, nó quá nhiều còn hơn cả Việt Nam, chị nói với em như thế đấy là bằng thật, Dạ đúng. nó nhiều lắm, nhưng chỉ có điều nó bưng bít thôi, nhưng không bao giờ nó dám đưa lên sự thật, nó có 10 phần nó chỉ dám nói một phần thôi. Nhưng mà cái bọn bọn ở cái bọn mà ba khoe ấy, nó cứ bưng bít như thế thôi, nó nịnh bố nịnh mẹ Mỹ thôi, thì nó nói như vậy thôi, chứ bản thân chúng nó thì chúng nó cũng chỉ là những người Mỹ, người Mỹ hạng ba hạng bốn chứ làm cái gì, cũng có ai trọng vọng thì chúng nó Thì đâu, thì bây giờ chị biết chúng nó mới sao, bởi vậy chúng nó mới bảo là không có nhân quyền, nó bưng bít á, nó bưng chúng bít nó như vậy á, nó mà lừa gạt những cái chú côi ở trong nước mình đấy, trong nước Việt Nam, thế thì nó bưng mới bít bảo như em vậy ngủ á, không, nó mới nó mới bảo dụ mấy cái đứa này mà được. nó mới bảo là không có nhân quyền, nó về nó đòi nhân quyền, chúng nó làm gì có Việt Nam đòi nhân quyền, tại sao chúng nó đang người Mỹ sao chúng nó không đòi những quyền ở Mỹ, chúng nó đòi chõ mõm thì về quê hương làm cái gì, ai cho nó về mà về, nó đòi nhân quyền 43 năm ở Mỹ chúng nó không có nhân quyền đúng không, chúng nó bị bóc lột đúng không, chúng nó bị khinh rẻ đúng không, bây giờ chúng nó thấy nhìn về quê hương chúng nó thấy phát triển thì chúng nó bắt đầu đâm ra mình cái kiểu cái người Việt mà mình, mà nhiều người có những cái không phải là chị nói là vô đũa cả nắm, nhưng mà có một số phần tử như cái bọn ba que đấy, nó gọi là gì, nó gọi là ghen ăn tức ở em hiểu không, đấy rồi nó trả cái mối thù năm xưa của chúng nó,
thì nó mới bảo cái ông Tây nó mới cởi cái áo ra, bởi vì vì cái lá cờ này mà chúng ta không được về Việt Nam. Thế tại sao chúng nó không được về Việt Nam? Ai bắt chúng nó chạy đi đâu mà tự chúng nó chạy đấy thôi. Chúng nó sợ thì chúng nó chạy. Chứ có ai 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 đuổi nó đi không? Mà nó đi rồi bây giờ nó còn 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 quay về, bắt đầu nó còn cắn xé. Nó đòi chính Hồi quyền xưa làm chính trị. Chính nó trị. sợ khổ, nó mà trốn đi qua bển á. Chính trị. Đi làm chính trị cũng đâu có phải ai cũng làm được đâu. Người ta phải có tư duy, người ta phải có đạo đức. Cứ như dạng chúng nó thì đi về thì làm cái gì mà đòi chính trị. Toàn học hành cứ như dạng hùng phạm thì học cái gì. Văn hóa đâu mà đi đòi đòi làm chính trị mà cứ suốt ngày đòi lật đổ và chúng nó mơ, mơ hão. Đúng không? Suốt ngày cứ ra giả, nói càng không cho nói thì bảo ác, nói thì lại ngu. Mà đã không biết thì còn hay coi như này đã ngu rồi còn tỏ ra nguy hiểm nữa. Đúng chị, Xấu được đang còn ngu tỏ trên ra nguy hiểm đã xấu thì còn đóng vai ác. Xấu còn đóng vai ác. thấy mấy đứa nó lên đi, chị thấy có đứa nào toàn lên, nó toàn là cứ chấp nhận là cứ giết cái gì lật đổ đốt sạch cộng sản thôi, cứ có được một câu đó thôi chứ còn em mới được cái câu nào hết, Bảo chúng mày cứ nói thế tao không phục đốt đâu, sạch mà chúng cộng mày sản phải thôi, về chúng mày làm đấy được chúng những ta gì tao nào cũng nói. vậy đấy. Nếu chúng mày làm được ấy, chúng ta sẵn sàng theo chúng mày. Nếu Hả? chúng mày làm được ấy thì chúng ta sẵn sàng theo chúng mày, tự chúng ta theo. Còn mà chúng mày không làm được thì chúng mày im cái mồm chúng mày lại đi. Bớt ngu đi. Đầu Cha óc, phải hiểu. đầu óc của chúng của tôi mà ở chú cồi trong nước thì đầu óc là tôi hủ, còn đầu óc của tôi ngoài đó là tôi, đầu óc tôi đó là lừa đảo đấy, Chị lừa nói mấy đảo. em như thế đấy, có một đấy một số một bên thì có nói chung là chúng nó là chín kiếp 10 đời gặp nhau Dạ đấy, một bên thì, kẻ cắp thì bà già gặp nhau thôi. đúng, Chứ Việt Nam mình đợi người ta bảo thằng cha nó chữ nó lú còn có thằng chú nó khôn, chứ đâu có phải là 90 triệu dân Việt Nam mình mà người ta đến nỗi mà người ta mù màu đâu, mà người ta không nhìn ra cái bản chất của chúng nó. Thì những cái gì bản chất thì sớm muộn nó cũng bộc lộ ra thôi, nó cũng lòi ra. Chúng nó thôn tính cái gì của nhà chúng nó đâu mà chúng nó đòi thôn tính. dạ Ba que, đúng là ba que, thì bản chất ba que thì vẫn là ba que. Ba que lại còn thêm sỏi lá nữa, không gọi bằng con sỏi lá nhà Bình Dương. Con sỏi lá nhà Bình Dương nhìn nó còn dễ thương. Đỏ. Mẹ đúng là cái bọn bọn thật đấy, cái bọn này nó bảo là thế nọ thế kia, nó chê chê cộng sản thì gấp, bây giờ chả thèm giỏ rớt giỏ dãi này, không thèm mà cứ suốt ngày coi như là vái vọng về để làm cái gì, khốn nạn này. thì mà chúng nó khốn nạn thì Chị cái đã gì bảo anh, thôi được rồi, có nghĩa là khốn nạn. Em ơi, hình như có ai muốn muốn lên à hay sao đấy? khi À nào không ai phải, lên thì đang ok phạm có à? gì, khi nào ai lên thì ok Hà My mới Đang lấy. phạm à? Khốn nạn là chúng nó chứ. Ở ngoài hải ngoại có phải ai như chúng nó đâu. Đầu chúng nó là toàn chỉ mọc, sinh ra chỉ để là mọc tóc. Bản chất lưu manh thì coi như là vẫn là lưu manh. Ba que thì vẫn là ba que cộng thêm sỏi lá nữa. Em thấy là lên đó toàn là những cái đứa thằng, toàn là những cái thằng lừa đảo lừa gạt, toàn cái thứ ra gì Thế hết. đấy, chị bảo nó toàn ăn ăn bám, là toàn sống tầm gửi đấy, tầm gửi lên lên, lên 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 những cái người dân mà thiếu hiểu biết mà bị nó lợi dụng đấy, ở trong nước đấy, xong Dạ nó cho đấy, cuối cùng nó đấy. Bây giờ cái vụ Bình Thuận là chị đọc nhá, là 25 người bị bắt, một thằng nữa đang bị truy nã dạ cơ đấy, đang bị truy nã chứ không phải là mười mấy người nữa đâu, mà bây giờ nó lên tới con số 25 rồi. Thế đấy, bảo 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 bố Tân Thái với bố Benny chột ý, mẹ mẹ Rosa Đào đấy, đợt vừa rồi chắc là nó cũng quyên góp ở bên hải ngoại, những cái người mà nhẹ dạ cả tin nó cũng quyên góp được cả mớ tiền rồi. đó, nó mở gì, nó mở những cái chương trình đó, vừa rồi biểu tình không được chặt hết tiền là nó cũng mở giữa mở mở chương trình để quyên góp tiền đấy, chính nó miệng nó nói luôn Ừ. mà quyên góp tiền Đấy, nó quyên góp thì bây giờ để nó có bằng chống chứng đối hay là biểu tình, chống đối cộng sản bảo nó đó, về mà chống tôi nó làm một chị nghìn phi năm tiền cái ngồi làm đấy
Dân nhầm bây giờ chị nói em này, nếu như mà anh chị em trong nước mà mọi chị em mình các thứ mà mọi người không đồng lòng á, thì sợ thì bọn ma quen nó sẽ lợi dụng những cái người dân đấy, em hiểu không, thiếu hiểu biết một số thành phần đấy, xong bắt đầu nó gây rối trật tự này, rồi nó làm những cái chuyện đấy ảnh hưởng đến xã hội đấy, nó gây Đúng rối rồi trật chị. tự mà, rồi nó chống phá rồi đấy, rồi cuối cùng là phá tài sản của dân, thì có phải đi vào tù thì cuối cùng là cái tội đấy ai gánh cho? Mà tại sao mọi người vẫn không chịu hiểu, vẫn cứ nghe nó thôi, Không, bây giờ không có suốt ngày ai, nó lo chống phá. không có ai nghe nhiều đâu chị. Bây giờ nó kêu những cái người mà đi theo biểu tình nó là bây giờ không có ai đi bao nhiêu đâu. Nó cứ được có ai đi thì những cái bạn bè nó là hoặc là lỡ ăn tiền rồi, giống như thằng Sĩ Đan nè. Hồi nãy nó cũng em cũng nó qua diễn đàn kia nó nói đó, thằng Sĩ Đan nó bây giờ là nó y với một con chó điên vậy đó. Nó là bây giờ nó đứng nhà nó một mình, nó đứng dậy để nó đòi quyền lợi cho dân dân. Em mà nói là ủa, quyền lợi dân dân đâu có phải mày đủ 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 tư cách đâu mà đi mày đi đòi quyền lợi cho dân dân ở đây. Mày là một cái thằng lừa Thằng đảo, thằng Sĩ Đan á, mày là một cái thằng lừa đảo, mày một cái thằng ngáo đá, làm gì mà có đủ tư cách mà để mà đòi cho dân dân ở đây. Dân dân ở đây 90 mấy triệu dân, bộ mô mày mày đòi giùm được hết hả? Mày đủ tư cách để đó mà mày gánh cái đủ tư cách mà gánh để mà đòi cho dân dân không? Mà dân dân hiện tại đang đất nước yên bình, mày đòi cái gì? Đòi quyền cái gì? Đòi quyền của người à? Mô mới đang làm người chứ đâu phải làm chó, nó mà đòi quyền của người. chúng nó 43 năm không có quyền quên con người, bên đất khách quê người, em hiểu không, ăn nhờ ở đậu, không có quyền con người thì nó thèm có quyền con người, em hiểu, thấy Việt Nam có quyền con người thì nó thèm thôi, em hiểu không, cái thói mà ghen ăn tức ở đấy. Còn chúng nó không, còn chúng nó có biết gì Việt Nam mà chúng nó xuyên tạc người ta, ở biết thì nói, không biết thì dựa cột mà nghe, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, con đừng ăn ốc nói mò à, vậy còn cái gì, biết nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết. Bây giờ dân dân mình đã họ hiểu hết rồi, nó giờ kêu không ai đi đâu. Ai lúc đầu là tụi này nó lừa gạt những người thiếu hiểu biết thôi, chứ còn bây giờ mà nói mà kêu người đi xuống là không bao giờ có nữa. Bây giờ tụi nó cay cú mà chẳng qua nó gườm lại thôi chị, nó gườm lại á, nó gườm lại. Bây giờ nó nói là giờ thắng rồi. Thắng gì? Hồi nãy lấy diễn đàn vậy thắng cái gì? Nó nói là sẽ hô hào là dân sẽ xuống liền. Tao nói thiệt với chúng bây giờ ở đây Việt Nam thôi, mà nếu mà dân Việt Nam đây chỉ 1/3 mà ủng hộ chúng bay hả, chúng bay đã đi xuống biểu tình rồi, hoặc là bay đứng dậy bay đi đập đồ đập phá người ta rồi, đi đốt sạch giết sạch rồi. Chẳng qua bây giờ bên kia không có ai hết, giờ bay mà đi đốt sạch giết sạch hoặc là đi quăng một cái bom nào vô tới già dân nào mà cháy một cái là dân đang đánh tụi biết chết không đủ đánh Em đánh hiểu không? Bọn nó bây giờ chúng nó cũng thừa biết rồi, nhưng chúng nó chữa cháy thôi, chúng nó chữa cháy thôi, chứ còn là thực tế trong thâm tâm chúng nó cũng thừa biết là chúng nó đã thua, thua trông thấy và là nhục, nhục như một con trùng trục ý, ăn cơm cục lại còn uống nước đục, nhục ơi là nhục, lũ Mỹ. chó bắc que. Chào Văn Đức nha. Tại vì nghĩ Đúng không? anh vẫn biết đọc đâu. Họ vì không biết đọc tiếng Nhục Anh đâu, đấy, nhưng nhục như một con trùng trục ý. mà đến khi tụi nó Ăn bị cơm cục và uống nước đục. là lỡ ăn tiền bên tụi hải ngoại rồi, những cái thằng chú cổi nè, cầm đầu chú cổi nè. Bây giờ ăn tiền chú ăn ăn tiền cái lũ bao que chống cộng cực ngu bên hải ngoại á, thì bây giờ lỡ cắn rồi thì kệ ráng sủa đi. Ê, em cũng nói Đúng là tụi bay ráng rồi, người sủa ta đi, bảo nhà là tù như đâu có ông đòi nói chúng một câu ai như đâu này nó hơi ấy một tí, nhưng mà em lại nói một câu nó hơi quá một tí, nhưng không sao, nhưng mà chính xác phải dùng với chúng nó những cái từ ngữ như thế, bởi vì là chúng nó ngậm nhị ăn tiền, em hiểu không? dạ, nó ngầm nó ăn tiền. Đấy, nó gọi là ngậm nhị ăn tiền, bây giờ há mồm không có được. Ê Ngọc Lan Nguyễn, mày nói chị khách mời mày nhục hả? Lấy gì nhục? Lấy gì nhục? Tao đất nước đây, đất nước tao đang đây, tụi mày làm gì được chưa? Mới tụi bay mày nhục chứ. Trước khi mà cầm em mày biết chịu nhục chỗ nào không? Tụi bay không làm gì đất nước này được hết. Ha? Là để chịu nhục cho chúng bay. Là bay là chịu nhục là bay đi lừa gạt người ta bên cộng đồng hải ngoại. Rồi nếu mà mày ở tại Việt Nam đây, mày cũng đang lừa cho những người chống cộng cực ngu bên á, cũng kiếm đồng tiền mà ăn luôn. Tôi nghĩ là mày là chắc Ngọc Lan mày ở Việt Nam đây này, chúng bay mới nhục. Cái nhục cái chỗ nào? Phải là nhục hơn một con gì, một con cá nục nữa mà đem mà để mà con cá nục mà để mà thúi nữa, nhục hơn con cá nục mà để thúi nữa là biết sao. Mày làm gì đất nước này nữa, mấy chị biết mấy giỏi biết đi lừa đảo người ta là
ngày mai sẽ lật đổ cộng sản, ngày mốt cũng lật đổ cộng sản. Mà bữa giờ mày thấy cộng sản có rớt cộng lông nào chưa? Thì nhục có đúng rồi, em mời chị nói. Thế đấy, nó chửi nó thì chẳng phải nó vả mặt chúng nó mới là nhục đấy. Bây giờ đấy Đó. nghe không? Ngày đi ở chỗ nào bị người ta cũng tổng xỉ vả cho. Đào Phạm Đức. Con người nó phải có phải biết nhục. Đây đứt cả cái dây thần kinh xấu hổ, dây thần kinh nhục nữa. Cho nên cứ đi la liếm bên trên diễn đàn nào cũng bị người ta chửi. Thôi đi chết đi các con. Ừ, đi chết đi. Thấy không? Tụi bay đi chết đi. Tao Đâm thấy đầu là người chết không? đi. Đợi nhục cho người Việt. Ha, đợi dục cho đẻ mất công, tụi bay là mất công là gốc người Việt Nam ha. Cái đồ bây giờ tao nghĩ là Tây nó cũng sợ tụi bay, mấy thằng Tây Mỹ á, nó mua cái áo cờ đỏ Việt Nam á, qua bên nước mặt là bay đè bay đòi cởi người ta, cởi áo người ta ra, mà người ta đâu có cởi đâu. Sao bay không đánh thằng Tây đó giùm tao cái, tao thử, bay đánh thử coi sao. Bay thử đánh thằng Tây, thằng Mỹ đi, có bay lạnh, bay lạnh cái sự hậu quả như thế nào. Tụi bay chỉ bay biết ăn hiếp người Việt Nam thôi. Thì mấy thằng Tây à, nó ký đầu bay giống như là nó ký con chó vậy đó ha. Bay ở bên nước Mỹ á, bay dám không, bay dám đụng tới thằng Tây không? À, thằng Tây nó ký cái đầu bay trên xoáy á, đi như một con chó vậy đó, bay dám không? Nó mặc áo cờ đỏ đi đó, sao mà Bọn này nó chỉ cố dám nói tình bắt nữa nạt chứ. những người Việt Nam mình thôi. Chứ còn là đối với bọn nước ngoài nó không dám động vào đâu, nó động vào nó tự hiểu nó sẽ phải làm sao. Nổ, lại cứ nổ banh xác về. Gì đây cộng hòa, nói mà không biết, nhìn đời sống dân dân kém hiểu biết, kém trí tuệ. Ê, cái câu này tao trả lời cho mày nghe nè cộng hòa hả, kém trí tuệ hả? Sẽ 43 năm không biết mày già hay mày trẻ. Nếu mà mày trẻ thì đời thằng cha mày 43 năm nay rồi. Ê, mày làm gì đất nước tao được chưa, đất nước Việt Nam mày chưa, hay đang sống vời vợi, phải càng ngày càng phát triển đi lên hả? Mày làm gì cho tốt đất nước này, mày nói dân dân này. Rồi trí tuệ bé ở đâu? Trí tuệ của chúng bay là ba que sọt lá, chỉ biết lừa đảo hả? Lấy đồng tiền của đồng bào lừa gạt. Ngày mai tôi sẽ lật đổ cộng sản được à, năm sau sẽ lật đổ cộng sản được, đi gom tiền hàng ngày ăn mới nhục kìa. Gom tiền người ta mà không đưa tiền á thì chúng bay á, mà tới đứng ở nhà người ta hù dọa hả? Cộng sản nằm vùng, không đưa tiền là cộng sản nằm vùng, cái đó mới nhục. Là người ta phải đưa tiền cho chúng bay, nuốt từng 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 gì từng bậc chục đó hả, phải đưa mấy chục đồng vậy đó, đi nuốt, đi gom tiền người ta nhục, cái đó mà nhục á. Bây đòi hả, bây nói là bây dụ dỗ nào là đòi quyền lợi cho dân dân, thật ra bây đòi quyền lợi gì? Bây chỉ nuôi cái lù mỏ bây ăn, bây lấy đồng tiền người ta bây xài cho thỏa mãn, không khác gì bây sống trên hả, máu của người, của người dân, của đồng bào của chúng bay à? À, cộng đồng của chúng bay à, đúng không? Chúng mày làm được cái gì cho dân mà chúng mày đòi hỏi ở nhà dân nhân dân nhiều thế? Làm được gì cho đất nước mà chúng mày đòi hỏi nhiều thế? Chứ ở đâu Suốt ngày xong bắt đầu suốt ngày là cái comment nào dân dân. Chú bay đừng có đòi chữ dân dân đấy, bay cứ cứ làm ơn vậy nè, cứ bay mang bay nhân lo cho mày dân ra, chuẩn bị mày lo cho người ta. Thấy chị Tân cứ Hy mượn nhân kia dân đó, ra ở để đòi chúng dân dân mày là cái đang gì đòi ấy. cho cộng đồng của chúng bay đó, sắp đuổi Chứ về Việt còn nhân Nam dân đó, chúng ta không mày đòi được cần. cái đó mày dùng. Suốt ngày cứ đòi hỏi mình đã làm được gì cho đảng cho dân chưa, mà suốt ngày đòi hỏi nhà nước, người đòi hỏi đảng, đòi hỏi nhân dân. Chúng mày đang nhân dân, chúng mày có đơn cùng Chị kia với lại nhân dân chúng ta đâu, cuối cùng có phải là đồng bào của chúng ta đâu mà đòi quyền lợi, mà đòi nhân dân gì ở đây, đồng bào gì ở đây. bay sống bên đó là vì lúc mấy chục năm còn chưa biết về Việt Nam, bay hiểu gì đất nước Việt Nam này, bay đòi hả? Bay hiểu gì đất nước Việt Nam này, bay đòi. Cái cờ ba que của chúng mày không có ai làm gì, có chân tên trên bản đồ thế giới mà thử mở dùng xem ở trong 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 ấy có không, làm gì có cái tờ nào, cái cờ nào ba que ở đấy là chứng nhận chúng mày là một đảng, là một nhà nước, làm gì có. Đúng rồi, nói anh miền Tây nói là đúng, nói với mấy chúng nó là như nước đổ lơi, nước đổ Như nước đổ đâu lá vịt đúng không, như nước đổ đâu đầu vịt ý. ừ.
Bọn này cấp 2 thì đã bảo cấp 2 trường làng này cô giáo chết thôi. Đã bảo không cho nói thì bảo ác, nên nói thì bắt đầu lại mất dạy đấy, lại chẳng hiểu gì. Về đi Nó học nói đi mình xong là hẳn lên, khi nào mà cảm thấy tự tin ý, bảo về đi học đi, mà khi nào mà đủ tự tin thì lên đây nói chuyện với các chị. Có ai lên thì cho người ta lên đi em ơi. Bức xúc quá, nhưng nãy vào mà nhìn cái thằng, cái cẩu tàu, cái thằng cẩu nơ nó nói mà mình bức xúc quá đi, nó nói bác Hồ. chào tấm Chửi nó bới, mất dạy. dạ gì làm gì Yeah. làm dạ tụi bay thấy thấy riết mà tao xấu hổ làm ơn sai cái chỗ nào hết á bấy mà không lừa gạt được thì bấy không làm ba quê tao đâu cần mà tị nào nàng thân tị nào nàng mày thằng Ngọc Lai hay Lai Ngọc gì đó chúng bay nên tị nào bấy mày mới tị nào đó cái tị nào của chúng bay ngu vì chúng ba quê sổ lá nó lừa gạt chúng bay ha nếu mày mà nếu mà mày mà ở Việt Nam đây á nếu mà mày đi theo ba que thì sẵn sàng đi vào tù ngồi chơi với chính trị đi con đặc bày hả ngu dốt ha đặc bày đi theo lũ ba que đi lật đổ cộng sản ha vô đó vô tù chính trị ngồi chơi nghe con ha ngồi đếm lóng tay và đếm lóng chân không đủ luôn đó nhá chứ ở đó mày nghe giống như mấy thằng sĩ đan cái nào cũng đúng mấy đứa chột là đúng ha mấy đứa chột là đúng đó đúng cái cách cái tụi bay đúng phong cách tụi bay á mấy đòi đi đòi tối ngày mới đi đòi gì quyền cho dân dân đòi thằng gì sĩ đa gì ngày hôm nay nói đòi quyền cho dân dân và dân tộc Việt Nam đang đang sống trong một đất nước đang có nguy cơ ôi ơi tụi biết đóng kịch vừa thôi đang có nguy cơ mất nước tụi bay bán nước hồi nào mà mất chắc tụi đi bán nước bị ăn cướp hả đi bán trà đá đấy bị ăn cướp hả nếu chưa tụi bay á mà sống tốt á cho đất nước á thì bay lo bay làm ăn cái bản thân của chúng bay đi ha, bay lo cho gia đình bay ăn đủ mặc đi hạnh phúc đi mới lo dân dân ha đâu có đầu bay lo cho đất nước lại yên bình rồi đấy chống cần chứ cái lũ chúng bay ha mà tối ngày mà đi chống cộng mà cực ngu á nó kêu gì làm đấy cái ngu vừa thôi nó giành hết cái ngu của người ta rồi chào anh Trần Siêu nhiều lúc á hả bay thấy mà nhục lắm tao thấy nhục cho những người mà ở bên Cali á tao nhục lắm cùng là điều người Việt Nam thì chúng bay á là toàn là chống đối đất nước một cái lá cờ phải nói là bé ở phải nói cái ở một cái xứ tự do chứ nữa phải nói có cái tự do thì người ta có quyền người ta muốn mặc cái lá cờ nào tao mặc đúng không bé nói là cái đó tự do con người mà bé nói lại sống một cái đất nước tự do người ta thích mặc cái áo cái lá người ta bằng cái áo lá cờ đỏ sao vàng thôi thì chúng bay ra mời người ta xuống đòi lột cái áo cờ đỏ sao vàng ra bé nói cái tự do có chỗ nào hả sống một cái đất nước tự do có chỗ nào sống một cái đất nước tư bản hả của chúng bay như vậy hả làm không đủ đóng thuế Hà My ơi ủa anh ở đâu mà làm không đủ đóng thuế hả Việt Nam đây là tôi không có thuế mà đóng rồi đấy tôi không có đóng gì đó các ở bên Mỹ hả Ngọc Lai ở bên Mỹ hả làm đủ đóng thuế hả về thì về Việt Nam mà ở đi theo cộng sản đi đi cộng sản mà ở đi theo ba que chi vậy để bài chống ba que nó ở một cái xứ tự do đấy người ta bằng áo là cờ đỏ sao vàng nó còn mời người ta xuống người ta ngồi mà cũng cho người ta mặc còn người ta buôn bán á chỉ người ta dán một cái lá cờ đỏ sao vàng trên cái ngựa tiền người ta thôi thì nó ra nó cạo hao xuống hết cái lá cờ đi rồi bắt đầu dán cái lá cờ ba que lên mà cái lá cờ ba que nó trạc quốc tế hỏi mà cái lá cờ ba sọc đó người ta còn không biết cái lá cờ đó là lá cờ gì nữa
Tại cái lá cờ nó vô nghĩa rồi, nó hết sử dụng, nói chung là hết hàng sử dụng rồi, cái lá cờ hết hàng sử dụng rồi thì lấy đâu ra? Tôi ở Campuchia, ở xin ở Campuchia thì chịu thôi, thì qua Campuchia mà kiện, không có tiền đóng thuế là qua Campuchia mà kiện, đâu có ở Việt Nam đâu. Vậy là sao mà đi theo bà que chi vậy? Ở Campuchia thì qua kiện Campuchia thì đóng thuế Campuchia chứ đâu phải đóng thuế tiền Việt Nam đâu, đúng không? Ở Campuchia mà đi nói chuyện Việt Nam khổ ghê. Vậy mà đi vậy, vậy mà đi theo ở bắc que chống cộng sản. Đờ, tôi muốn cười gần chết luôn á, thiệt luôn á. Ở Campuchia mà nói không có tiền đóng thuế cộng sản đâu, có kêu ông đóng thuế tại Việt Nam đâu. Ông làm cái gì ở Campuchia? Chắc tôi nghĩ là gì để kết nạp áp que về Campuchia hả, để hỗ trợ lật đổ cộng sản hả, ăn trợ cấp một đòi đóng thuế gì mày. Ăn trợ cấp một đòi đóng thuế gì mày, đúng cái câu sao tôi nghe thấy hay đó. Đúng rồi đó, chắc tôi nghĩ là ở bên 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 đó à. Gì Hùng Phạm mới vô cái gì đó, gì chào ban tuyên giáo cộng sản. Ôi Hùng Phạm vô la liếm chi nữa, khổ ghê. Nhớ ai nhớ Hà My ra ngủ mới dậy hả, nó răng xuống mỏ chưa hả, nó răng xuống mỏ chưa, mới vô cái cáp liền dữ vậy hả. Còn Hùng Phạm mới ở Mỹ đóng thuế hết bao nhiêu, có thằng ở gì Campuchia gì đó hả, ở Campuchia mà nói tiếng Việt Nam à, gì nói về Việt Nam tôi bó tay luôn á. Ở Việt Nam sống không nổi quá nên qua Campuchia đá gà kiếm tiền. Qua Campuchia thì đá gà ráng chịu chứ hả, qua Campuchia thì đá gà làm gì mà có tiền đóng thuế, cái đồ thua chết mẹ luôn, lấy đâu ra mà có tiền đóng thuế hả. Mở trường gà hay cu, mở trên gà thì ai kiếm chi, gọi trên gà rồi đá gà là thua rồi, có tiền đóng thuế cho Campuchia, có chuyện nó lấy súng nó nẻ nó bắn chết mẹ nằm mình luôn á. Campuchia không phải Việt Nam đâu nha, Campuchia bên đó nó bắn tự do được đó nha, có chừng bắn chết bên đó. Đi nước nào cũng đóng thuế. Vậy thì ông ở bên đó đi, chứ ông về Việt Nam đây làm gì? Việt Nam ta không đóng thuế ha. Việt Nam nó một công ty lớn mới đóng thuế, còn làm ăn nhỏ phọt phẹt khỏi đóng thuế một cái gì hết. Đấy, sung sướng chỗ đó đây. Làm gì cười những hồng tài. Ở Campuchia cái đám nó cười quá, ở Campuchia chắc làm trên gà lỗ hả, không ai tới đá hả, không ai gì. Ôi là lá hồn phạm lại với Hà Mi rồi kìa. Ở bọn đi gà chắc ai tới đá, mà vừa đồ đá gà nữa, chắc bị thua hết tiền rồi, không có tiền đóng cho Campuchia, có chuyện thằng Campuchia lấy súng nó nẻ bắn cái đùng à, Campuchia là nó bắn liền đó, hai là nó bắt vô nó chặt tay chặt chân đó, Campuchia là nó dứt liền à. Bên đó là bên bố cái khơi mày đỏ gì quên rồi, ở đó Campuchia nó ghê lắm, không phải như Việt Nam đâu nha, Việt Nam nó còn bộ về cho nghe chưa, mai mốt nha lỡ mà cái thằng Campuchia nó cũng bắt ông á thì đừng có nhớ là kêu công an Việt Nam cứu nha. Ừ nhớ nè, tại vì ông đang 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 chống đối Việt Nam đó. Gì anh cũng phọt phẹt đây hả, áo phọt phẹt gì vậy, phọt phẹt gì vậy, Hùng Phạm la liếm dữ lắm, Phạm la liếm lắm. Hùng Phạm la liếm dữ lắm. Thôi mở trường gà rồi á, nhớ nha, mở trường gà nha, mở trường gà Campuchia là nhớ dẫn Hùng Phạm về nè, tại Hùng Phạm nó chống cộng cực đoan dữ lắm đó, nó chống cộng cực ngu chứ quên đi, quên Hùng Phạm nó đang chống cộng cực ngu, mở trường gà mà lỗ á, nó dẫn Hùng Phạm về, nó tôi mở thêm một cái trường chống cộng cực ngu, nằm đó đợi khi nào cộng sản rung cộng long nào thì lùm cộng nấy giùm tôi cái nha.
Trời ơi anh Trần Hải, comment nhìn thấy ghê quá à. Comment vừa vừa thôi. Làm ăn phọt vẹt. Anh đi thấy comment không? Trời ơi anh Trần Hải, comment em thấy gớm quá, ghê quá, nặng quá. Nếu bạn yêu nước thì phải đứng lên đòi dân chủ cho dân tộc Việt Nam nè. Tôi đây là dân nè, tôi đang dân đang làm người nè, đâu phải làm chó đâu mà tôi đi đòi. Cái nào tôi làm chó tôi mới đi đòi, còn người nào mà đòi dân dân á thì người đó đang làm chó. Còn tôi đây thì dân 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 đang làm con người Việt Nam đây, trong giấy tờ tôi là người 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 Việt Nam mà, gốc Việt Nam mà, đâu phải cái giấy tờ tôi đâu làm chó đâu đi đòi, đúng không? Ông có suy bậy không à, tôi nói ông rồi đừng có suy bậy. Suối bày mà những cái đứa nó hiểu biết rồi nó vào tù, nó ông mang cái tôi ác nữa, giờ ông già rồi, giờ tôi nói nhẹ cho ông nghe biết chưa, mà chết nữa ông xúi người ta là ông chết nữa. Ở đây tôi đang làm người sướng chết bà nội nè, tôi đang đi hai chân tôi đâu có đi bốn chân đâu, đúng không? Hà mi có công nhận với tôi là thám bò đỏ, comment quá mất dạy. Ai khiến ông chí, tôi chịu thôi. Ủa thằng Việt Nam mày nói tao là diễn đàn. Ê thằng Việt Nam mày nói tao diễn đàn gì? Ít người xem mà sao mày cũng nhớ tao hả Việt Nam? Chào Thái Ngọc Nhiên nha. Thái Ngọc Nhiên lên không? Ok đi. Mình mời lên gửi yêu cầu ông thấy camera đây. Ơi mày chán sao Việt Nam vậy chứ mày theo đuổi tao dữ vậy hả? Mày chán chi? Tụi bay là sờ nghe cái sự thật nghe chưa, của trong nước Việt Nam này chúng bay không dám nghe, còn chúng bay là thích nghe lừa dối hả, thích nghe cái nào mà là cộng sản hèn với giặc ác với dân, chúng bay thích nghe cái đó. Mày đứng lên lật đổ cho chúng bay, mấy giờ thích nghe hả? Chúng bay không dám nhìn sự thật thì chúng bay làm sao mà làm được đất nước này, hoặc là bay chống đối đất nước này, hoặc bay đòi lật đổ đất nước này. Tại vì bay nó không dám nghe sự thật, bay không dám nhìn nhận sự thật thì con người chúng bay làm được cái gì, đúng không? Con người mình phải đúng ra sự thật. Tôi và gia đình là nạn nhân của chế độ cộng sản đấy nè. Anh từng kể trên diễn đàn thằng Du Nguyễn chứ nữa, đúng không? Làm sao mà bị cộng sản nó đâu có đuổi anh đi, anh từ vượt biên đi bốn lần gì đó, bốn năm lần gì đó, hết bao nhiêu vàng, hết bao nhiêu chiếu bạc đấy, chứ những người kìa lính Cộng Hòa chỉ xong chiến tranh rồi họ vẫn ở đây đất nước này, họ vẫn làm giàu quá trời luôn, còn anh từ bỏ đất nước ra đi hả, trốn tránh nhiệm vụ chiến tranh nói chưa, chiến tranh rồi anh trốn nhiệm vụ để ra đi để kiếm cuộc sướng, đúng không, đòi sung sướng thì anh phải ráng mà chịu chứ đổ thừa cộng sản cái gì. Còn những người lính Cộng Hòa hồi xưa họ xong xong chiến tranh họ vẫn ở lại đất nước, họ vẫn làm giàu, có ai mà nghĩ tới là hồi xưa mà gì lính Cộng Hòa không, chứ ở đây dân dân Việt Nam mà tôi chưa bao giờ ai suy nghĩ vậy, chỉ có anh là chống cầm cực ngu mà cực đoan luôn thì ráng mà chịu. Cộng sản ác quá vậy, bao nhiêu người cả đâu có phải là ai cũng bỏ đất nước mà ra đi đâu hả, lính Cộng Hòa đâu có phải ai cũng bỏ đất nước để ra đi đâu, thì cộng sản ác ở chỗ nào mà tôi thấy các anh đang ác đấy, đang xúi dân đứng dậy biểu tình lấy bom xăng rồi bắt đầu đốt sạch giết sạch, thấy cộng sản nào là lấy đinh rồi búa rồi quất vô, lấy ghim rồi ghim trên đầu cộng sản như vậy hả, các anh mới ác đó. Ác là các anh, các người đang chống đối lại đây của đất nước, chống đối lại dân dân Việt Nam ở đây là các người đáng ác, các người không nên tu tâm dưỡng tính đi, cuộc đời của các anh đã sai, cuộc đời cha anh đã sai cách trước đây là 43 năm thì cuộc đời của các anh phải nên làm lại từ đầu đi ha, tại vì anh là tôi hết thuốc chữa rồi, lui tới cũng nhiêu đó, sống gần hết đời người rồi
sao mà không không mở mang cái đầu óc ra. Cuộc đời của anh sống vậy vô vị lắm. Cuộc đời của anh sống vậy là nó vô vị lắm. Trung Hoa may gút thì may gút cho ta đâu cần, đúng không? Hoặc là mày Việt Việt Nam may gút thì may gút đi, chứ mày cũng ráng vô theo tao làm gì, đúng không? Vô theo nè, tại vì mày cũng nửa thích nghe sự thật, nửa không thích nghe sự thật. Tụi bay nghe bây giờ đau lòng hả? À? Tụi bay nghe bây giờ xấu hổ trong lòng chúng bay, chúng bay đang sợ xấu hổ trong lòng chúng bay, biết chưa? Bây giờ sự thật, có người mà sống mà không sự thật á thì suốt cuộc đời là chúng bay không làm gì được đó. Sống mà đối diện sự thật thì mới làm gì được nữa, làm con người cũng không xong nữa chứ đừng có nói làm cái gì. Con người mà làm mà không đối diện sự thật thì làm sao ấy, chỉ biết dối trá. Tôi không cần ai tội nghiệp tẩy chay ai hết, trên đất nước này không ai mà tẩy chay hết, không có tẩy nào gì ai hết hết. Các người nên coi lại cái bộ não của mình đi ha, bộ não và cái lương tâm con người của mình đi, phải biết cội nguồn, biết chưa? Chẳng phải là đứng dậy với các người, xúi dân phải chết thay dùm cho các người, làm bàn đạp cho các người để mà trả lại cái mối hận thù của các người cách đây hồi xưa. Rồi là phần nữa, rồi đi lừa gạt lại đồng bào, hết bao nhiêu tiền chống cộng rồi? Hả? Lấy tiền của dân dân đồng bào bển á, cộng đồng bển hết bao nhiêu tiền rồi, của người ta lừa gạt rồi. Các người đủ sức không? Đủ sức để mà trả thù cộng sản không? Mấy người hèn lắm, sống như vậy hèn lắm. Sống mà không dám nhìn nhận sự thật thì hèn. Hèn hạ. Các người mà hèn như vậy ăn thà đâm đầu xuống đất mà chết đi, đào cái lỗ mà chết đi ha. Đào cái lỗ mà chết đi cho nhanh. Tôi dám đứng lên sự thật thì tôi nói sự thật. Không có cái gì mà phải với các người. Cái gì cũng đẹp ha, cái gì cũng mỹ đẹp ha, mà không nói sự thật. Ở đất nước nào có mặt trái mặt phải hết. Tôi chỉ nói lên sự thật thôi. Sau đó người dân Việt Nam sẽ đứng lên lật đổ Đảng nha. Thì đó, ông kêu hoài bao nhiêu năm nay là gần hết đời người ông chưa, đúng không? Gần hết đời người này ông thấy không? Thì tôi quay ông 100 năm sau, cái đời con của ông có lật nổi hay không đó mới quan trọng. Hay ông đem xuống mồ ông. Ngày nào tôi nghe lật đổ cộng sản hết á, mấy ông đang nằm mơ à? Tôi cho ông mơ đó, mơ vừa thôi, mơ quá đi luôn đó. Mày mới là thằng súc vật. Nhục mày, không khóc là lóc, biết nhục nó nhục mà. À, nuôi gà bán gà hả? Nuôi gà bán gà hả? Giờ ở Campuchia mà không đủ đóng tiền hả? Thì qua Campuchia mà kiện đi nha. Chào Hoàng Huy. Có ai lên thì ok Hà My nha. Vậy thì Việt Nam muốn lên à? Sao ok, sao mà cứ gửi yêu cầu hoài vậy? Lên tính nói gì đây? Lên đưa mặt ra thầy cho lên. Con đưa mặt ra tôi cũng cho lên. Ok đi, tôi thấy có camera cho lên. Tôi cho lên coi ông nói cái gì, lên phải đưa mặt ra nha. Trên lên mà toàn là chơi giấu mặt không à. Dám nói sự thật thì dám đối diện với sự thật, đúng không? Còn không dám đối sự thật á, thì thôi. Rồi, cho lên. Lên nói chuyện này hoàn cho là tôi cho ao xuống đó.
Chắc chuyện mất dây là tôi cho ao xuống đó. Tôi đang mời đó. Gì nói về Hùng Phạm, Hùng Phạm làm gì đây? Đó tôi đang mời đó. Alo. Hello, chào. Chào Hà My à, Hà My và mọi người đang xem chương trình nha. Chào cả cả Hà My và cả Trà Vinh luôn, rồi muốn nào cũng được. Chương trình này nói với Hùng Phạm nhiều quá. Thực ra em theo dõi anh Bằng thôi, anh Bằng thấy chia sẻ em vào anh xem. Thế mà thấy chủ toàn nói Hùng Phạm. Rồi nói đi, Em còn xin tự ý. bạn nói đi. Thảo luôn Thảo la liếm mà. Đây, từ em lấy cái tay phone kia Rồi. em chờ xíu có mấy em lấy tay tay phone dễ Rồi. dễ nghe. Chắc tiếng này cũng còn nhỏ tuổi ha. Cao lắm, chừng Việt Nam là chừng cao lắm không à. Không mấy 30 tuổi nhiêu, 30 tuổi hay nhiêu. Giới thiệu là em ở người Việt Nam, quốc Nói tịch nghe Việt nhỏ quá, Nam. nói lớn lớn chút xíu đi em. Tiếng em chắc còn nhỏ mà, cao lắm chừng 30 ba mấy à. Em còn trẻ mà. Ừ. Nói lớn lớn sao chị nghe nhỏ quá. Vâng, em người Việt Nam em. Và em thu nhập cũng Hồi nãy cũng nghe là to người mà Việt giờ sao Nam nghe nhưng nhỏ mà vậy? cũng yêu Tổ quốc Việt Nam. Em đổi tay phone qua sao nghe nhỏ quá. Rớt rớt mạng kìa. Alo nghe không? Alo. Rồi rồi, alo, nghe rồi ạ. Rồi, rồi. Rồi em nói đi. Nói đi. Nói đi em. Rồi vâng. Ừ. Em cũng như bao nhiêu người Việt Nam khác thôi, cũng yêu Tổ quốc Việt Nam. Ừ. Nhưng đôi cũng như bên như những người gọi là yêu Đảng, yêu Bác gì đấy thì cũng bảo là Ừ. yêu nước Việt Nam. Em cũng thế nhưng mà có thể em cách yêu của em nó khác. Khác là khác sao em? Ồ, hỏng rồi. Alo? Em yêu khác là khác làm sao? Và tức là em tức là như cái chú nhỉ, chú cư sĩ gì đây, em mới xong chương trình này được mấy anh bằng được mấy hôm thôi, cư sĩ Duy Tân à, nói là nếu mà tranh luận thì người Việt Kiều hay là người Mỹ thì phải đặt cái lợi ích của Tổ quốc Việt Nam ở trên hết, thì em cũng muốn Cái ông chia sẻ sao và để cho chị tranh ngắt luận đây nè, trên cái cái ông cư sĩ trên Duy cái. Tân á. Ừ. Cái ông cư sĩ đó em về nói bên này đi. Ông cư sĩ Duy Tân á là cái ông đó Không là phản động rồi, ông đó không thể nói được nữa. Ông đó là không phải là một cách yêu nước đâu em nè. Ông chỉ dụ dỗ những con chim đi à, lạc đường thôi. cái việc người ta như thế nào thì em không quan tâm, em đang nói cái câu, em nói cái câu mà em tâm đắc là đó là đặt tổ quốc trên hết, thế này em nói lại câu đấy thôi, còn cái Ừ. còn việc cá nhân người ta như nào thì em không quan tâm, chị Ừ. công nhận không? Đó thì giờ em nói tiếp đi, rồi chị nghe rồi chị trả lời. Đấy, đặt tổ quốc hết thì tức là em không đặt một cái đảng phái hay là một cái bất kỳ một cái đảng phái anh chị nào là trên hết, mà em đã đặt tổ quốc trên hết, thì em có thể không yêu đảng. Đối với chị có những người yêu đảng bạn như thế là phản động hoặc như gì đấy thì em nghĩ không phải là vậy. Ừ đó thôi ngắt cái này đi, chị nói em nghe nè. Thôi em không yêu đảng thì chị chấp nhận, còn em nói là vâng em yêu tổ quốc phải không? vâng Em không đúng. yêu đảng mà em yêu tổ quốc, thì bây giờ em cứ nghĩ đi, bây giờ tổ quốc mình, đất nước của mình đang yên bình mà có một cái tốt họ đứng dậy họ kêu, giống như em là một người dân trong đất nước Việt Nam mình, họ kêu một người dân phải cầm bom xăng đi giết sạch và đốt sạch
thì em nói gì là em bảo vệ, em phải để bảo vệ tổ quốc mình đẹp, hay là em tiếp tay cho những người đó là để cùng hô hào giết sạch và đốt sạch, còn những người họ không đốt sạch được thì chính phủ họ bắt được vào tù rồi ai sẽ lo cho gia đình của họ đây? Không, Đất đất đấy nước thì đang yên em bình này, đó là chị hỏi lại ngược đối với em em đấy. là người nào thượng tôn pháp luật, người nào làm người đấy phải chịu thôi. Còn Đúng. về việc đấy đó, cái công quyền của có người bộ phận chuyên trách người ta lo, người an ninh người ta lo. Còn Đúng. như nếu như em người dân, em cũng không thể la tự nhiên ra đối mặt với những bom xăng đấy được. Vậy nếu em đi em ra để cản bom xăng thì vậy em thì sau đó thì ai là người bồi thường cho mình đây? Mà khi đó em cứ nghĩ đi, ở trong đất nước mình đang yên bình, không phải là chiến tranh, không phải là chiến tranh, đó là cái đảng cộng sản là họ giữ cho đất nước mình không chiến tranh, không đổ máu. Mình là một người dân là mình sống cho tốt bản thân của mình, cho gia đình của mình, cha mẹ hoặc là có vợ con, là mình sống cho hạnh phúc trong gia đình mình, là mình giúp Vâng, sức cho được đất rồi. nước, Vấn đề không bom phải xăng ấy nghe. thì em cũng không 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 ủng hộ cái bạo lực, bất kỳ một cái không giải quyết gì bạo lực thì em cũng không ủng hộ. Ở một khía cạnh nào đó thì cũng có thể em nói là cũng có thể em cũng là người yêu đảng cộng sản, Cái đó em bởi mới không yêu vì đảng là quyền của em thôi đó. không, Còn mà em đúng nói rồi, câu yêu nhưng mà yêu em tổ nghĩ đó quốc, này. yêu tổ quốc, ở yêu tổ quốc thì em phải giữ cho tổ quốc mình, đất nước mình phải yên bình, không chiến tranh, là đó là mình yêu tổ quốc, mình không cần phải tiếp tay cho ai, đó là mình yêu cái đảng là của quyền của mình. Chỗ nào có chính Đúng quyền em rồi. ở, nếu mà chưa chính quyền đó làm cái sai lầm á, thì em có thể làm đi chỗ cao hơn để em kiện người ta, hoặc là em phải phân tích cho người ta, em phải nói chuyện với người ta, chứ không thể nào mà để mình tiếp tay cho những cái loài mà để mà nó phản động, nó chống đối đất nước này. Đâu có phải em nghĩ chiến tranh lên đất nước này có gì, dân mình khổ chứ ai khổ, hay là cái tụi bên đó là ngồi sướng bến á, nó đứng dậy hô hào bến á, nó có về Việt Nam không? Nếu mà thằng nào về Việt Nam đây là chị mới phục nó, chị mới phục Hô nó. hào Còn không, nó người ta hô hào đấy thì đấy là việc của người ta thôi. thì đó cái việc người Còn nếu mà ta, mà người dân em chị thấy dưới comment em ủng hộ với người ta đấy. không thì hiểu nhầm em rồi. Đôi khi đấy việc người ta hô hào người ta, còn việc người dân người ta ý thức được hành động thì người ta phải chịu trách nhiệm chứ, đâu phải là bây giờ nếu mà người ta phạm pháp thì sẽ đổ lên người khác xui. Thế thì ai anh nói thế thì Mình anh không nghe được. phải là nói với em vậy là không đúng vậy nè. Họ Anh có chị một cái họ óc không thì thể người ta nhận nào, thức được chứ. thì họ không có loại, họ không nhận thức được là vì lý do gì. Không, Tại vì họ che ai đầu mắt óc độc lập lại, họ nói mà, ai thì bắt đó buộc là đâu. thì không ai bắt buộc hết. Thì đó, những người đó thì chiều chị vào tù mà ngồi mà thôi, thì chị cũng nói vậy, cũng vào tù mà ngồi mà thôi. Còn những người đó là họ lợi dụng câu view câu like, chứ họ lừa gạt đồng bào bển á đấy. Còn cái người mà nghe theo là cái người ngu thì chị chịu thôi, ngu thì vào Còn còn tù. còn em Vô thấy ngồi những tù á là em biết sao, ngồi đếm lịch rồi học lại chính trị đi. Ngu thì đừng bao giờ tiếp tay, kèo cao quá nó sẽ vào tù, ngồi đếm móng tay móng chân không đủ luôn. Tại đất nước mình đang yên bình rồi thì mình sống cho đúng thấy này, em thấy một một cái trường hợp như này, như là ừ. nhiều người ấy, nhiều người trong nước ấy, như kiểu như là sợ sợ đào như ông Đào Minh Quân nào đấy, hoặc là một cái người hải ngoại đấy, người ta về lãnh đạo đất nước, kiểu như là sợ một cái rất là vô lý. Không phải Trong là trường hợp sợ nếu mà em. em là một người hải ngoại chẳng hạn, thì không bao giờ có trường hợp là một người quốc tịch khác mà lại nên lãnh đạo Việt Nam được, kể cả ngay cả trong cái tổ chức của người hải ngoại chăng nữa, huống chi là người Việt Nam thì gì có ai đồng ý mà lại đi, kiểu như là sợ người ta về, người ta là tổ chính quyền Em người ta nên lên lãnh đạo cho bằng. Thế là nó nỗi em sợ rất ngưng cái chỗ là này, vô em ngưng lý. cái chuyện ngang cái khúc này nè. Không phải là sợ em, mày không à? Không phải là sợ, để chị giải thích cho em là không phải là sợ. Đây là tụi chị là dân dân, là xem trong diễn đàn, mấy cái diễn đàn kia là bức xúc, là tụi chị lên đây diễn đàn để nói tuyên truyền cho những cái người mà người dân ở đây họ không có theo dõi, để họ phải tiếp tay cho những người đó để chống đối lại đất nước, hoặc là để họ vào tù họ tội tội nghiệp người ta thôi. Chứ còn đất nước Việt Nam này mà sợ cử thằng Đào Minh Quân à, thằng đó là một cái lính truy nã tại Việt Nam mình rồi, làm gì nó có Đấy, cửa ông để mà đấy về Việt thằng Nam mà quân sợ hay là em một cái bất kỳ một cái tổ chức ở mày đấy không? thì không rõ, nhưng Vậy là mà em không theo dõi kỹ rồi. Thằng Đào Minh Quân làm gì mà có à, không thằng đó không là về một cá nhân thì thằng em đó không công kích cá nhân, nhưng mà em đúng đang nói cái tư tưởng ấy thôi, như nhiều người như là không, sợ, tư tưởng nhưng làm mà sao thực em sự nói mà trong về trong đây mà đảng lãnh sợ được, đạo thì em đã hiểu trong đảng chưa, mà nói trong đảng sợ. Cái này trong dân không, dân em đang nói những của người Việt trong diễn Nam đây đàn này đứng nè, dậy nhiều người diễn đàn ở dưới à. à. Còn đây là
Em mới chỉ nói chuyện trên cương trên vai trò là cá nhân thôi chứ còn Đúng. không đại diện cho ai cả. Thì không Chị đại không có diện đại diện đúng đâu không? cũng sợ cái gì cả. Đúng. Mình thấy là không có đúng sự thật. Giữa lúc người ta con người ta là em biết sao nó đi xuống đi. Người người rồi rồi làm như vậy thì thấy nó không đúng. Mà không sự thật nữa, tuyên truyền một cách không sự thật trong đất nước. Mình phải tuyên truyền phải đúng ít nhất phải 50. Đấy là tuyên truyền là trắng trắng trơn luôn. Nếu mà em người sống tại Việt Nam, em phải hiểu rõ, em là một người đàn ông. Em phải sống tốt cho tốt một người, mình là một công nhân Việt Nam. Khi đã em nghĩ đi, cũng phải đất nước nào cũng đều giống nhau hết. Em phải sống tốt là một công nhân Việt Nam, là đất nước là giúp ích cho đất nước. Tại đất nước là Rồi Việt Nam. không sống việc sống tốt thì đâu cũng thế rồi, chẳng phải Việt Nam đâu, cũng là chứ nó là điều tất yếu chung cho mọi người rồi. Đúng. Đúng. Nhưng Nhưng mà tại vì đôi chị thấy em khi cũng có comment dưới á những là điều kiện hoàn cảnh nó khác. Nhâm thế này như họ kêu gọi biểu tình chẳng hạn, đấy là một chuyện. Em không nói về cái chuyện bom xăng ấy nhá, nói về chuyện biểu tình ạ. Em thấy nó rất là bình thường thôi, biểu tình là thể hiện cái thể chính kiến của mình dân thôi. Nếu mà trong ôn hòa thì nó cũng rất là bình thường, chả có gì mà nó to tát gì cả. tại vì vừa rồi là cái lực của mình Việt Nam á, em cứ nghĩ nè, chưa có cái biểu tình, mà nếu mà biểu tình mà dưới cái loài của chúng nó vừa rồi thì không ai chấp nhận biểu tình, đúng không? Biểu Không tình vừa rồi như cái tràn đợt ngoài Ninh biểu Thuận tình, dưới em kìa, không biểu đó tình là chị nhận nói biểu đơn tình giản ở thế Sài này, Gòn mùng 10 tháng 6 ấy, thấy ôn hòa có sao đâu. thì bôn hòa thì đứng một bên đó, đừng có ra mà nghẹt ngoài đường đó, ai nói gì, Biểu hãy tình ở Sài Gòn cầm rồi một cái lá đấy. cờ đi. Đi, đi đi mà Việt Nam mình đã có cái biểu tình chưa? Luật thì đấy là do lỗi của nhà nước, người ta chậm là do nhà nước, không phải là do dân. Chưa đâu, phải từ từ cái gì nào cũng đất nước nào mỗi Thì đất không thể nước là có do quy dân luật được. khác nhau. Em công nhận là mỗi Chị nó đất bảo nước chưa quy ra luật luật khác thì nhau. Mỗi đất nước có quy luật khác nhau chứ không phải giống nhau. Cái này là tụi này nó nghe tuyên truyền là có trong đó một cái tay tụi tiếp tay cho hoạt động. Em nên nhớ phải hiểu cái chỗ đó nè, chứ không phải nếu mà họ họ biểu tình một cách bình thường đây tụi chị cũng ủng hộ, chứ phải không ủng hộ, nhưng tụi này có tay chân tụi hoạt động trong đất nước thì không ai mà chịu được nó. Em nhìn đi, tầng vừa rồi ngoài Ninh Thuận ai chấp nhận được cái chuyện đó? Như nếu mà luật qua bên Mỹ nước ngoài nó bắn chết từ lâu rồi em nè, nó bắn nát sò từng mấy cái thằng kia kìa, đó là chị ở nói cái sự bên thật Mỹ thì em không rõ thực sự đó. là bên không Thì mình không đó, bên Mỹ thì đúng tụi không, này ở đâu ra? thực sự Cũng là mình do ở cái Việt Nam tụi. thì mình rất cảm nhận rất rõ là trong tình hình Việt Nam, sống trong Việt Đúng. Nam, mình sống Mình nhiều đó, năm em nay sống Việt rồi, Nam thì em phải hiểu đất nước Việt Nam mình, đúng không? nó tốt nó xấu là Đó. mình quá rõ rồi, nhưng không phải nói nhiều nữa. Nó tốt cái gì, tiêu cực cái gì, nói thực ra là quá rõ rồi, hạn Cái chế cái tốt với tiêu cực á là do con người mình một thằng nữa, do con người Việt Nam mình nữa, do con người dân mình nữa em nè, chứ không phải em đổ thừa về đất nước không, cũng do con người mình, phải hiểu vô cái chỗ nào nữa. không 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 chị Không chị phải nói này, đâu. chị nói không đổ thừa nữa sao rồi, đổ thừa mình đổ do nó hay do con người và do bộ máy chính trị. Thì cho con người thì mình thì em muốn nói đến, thực ra cũng có nhưng mà không muốn nói, mình muốn nói cái khía cạnh về về do lãnh đạo. Thì mình nói do lãnh đạo thì là bình thường, có cái gì đâu mà bảo là nói lãnh đạo là động là gì đấy, thế rất là bình thường mà. Vì người lãnh đạo là người ăn, người đại diện, người để dân, người ta làm thuê cho người dân trả tiền để ông làm thuê cho công việc của nhân dân. Thì Rồi ông rồi làm không được thì xíu người ta xíu chỉ trích ông là chuyện rất bình thường xíu thôi, ok không có đi, gì mà phản tôi động. đi ok đi, cái phản động rõ ràng em không chịu chấp nhận thôi, em đừng có bắt bỏ cái chuyện đó. Em phải, em là chỉ biết em comment Lên dưới tiếng không thì là phản động, phản động cái nghĩ là nó phải em nên nhớ nè, em tầm vừa rồi Ninh Thuận là em phải nhìn nhận cái chuyện đó, đó là phải có lửa mới có khói, nghe chưa? Nó là biểu tình, là nó do cái tụi bên Cali thằng Tân Thái đốt sạch và giết sạch. Em nên nhớ cái chỗ đó, dân dân Việt Nam ở đây không ai chấp nhận gì đó, là chị khẳng định với em. Còn em đừng bao giờ mà em chối bỏ cái đó, chị không chấp nhận. Em là em nói là sống tại Việt Nam chứ nữa, em sống Việt Nam là em phải biết luật Việt Nam mình, con người Việt Nam mình, cuộc đất nước Việt Nam mình hiện tại chiến tranh biết bao nhiêu lâu, đất nước mình đã xây dựng như vậy. Nếu em nói em sống gần Việt Nam không, em phải hiểu chứ. Đó là chị mời em xuống, chị cho để em lên tí xíu, chị mời em xuống thời nào để chị mời em lên ạ. Xin mời Lưu Ly. Alo, chào mọi người nha. Cái thằng vừa nick tên, nickname nó là gì đấy?
Việt Nam. À, thằng mất dạy này thì nó đi comment ở rất là nhiều nơi rồi. Nó còn nhỏ chừng 30 ba mấy à. À, thì nhân tiện đây nó nói ở trên diễn đàn nên mọi người cũng nghe đúng không? Thì bây giờ để New Ni sẽ giải thích cho nó. Cái vấn đề mà bảo là sợ bọn ba que nên những người trên diễn đàn này sợ bọn ba que à? Xin lỗi mày, ta không sợ. Nhưng vấn đề đấy, con người đấy, tao coi bọn ba que giống như bệnh tật, tao phải phòng chống. Dù nó là cái gì đi chăng nữa, tao cũng phải phòng chống. Bọn ba que đối với đất nước, nó giống như mầm bệnh đối với cơ thể của chúng ta đó. Chúng ta phải chống nó, phải tiêu diệt, phải cách ly nó. Chứ không phải là sợ, hiểu chưa? Chứ còn mặc dù kể cả là nó có nhiễm vào người, thì chúng ta chữa bệnh, tao uống thuốc, tao tiêu diệt. Còn khi nó chưa nhiễm vào người, ta phải gọi là cách ly. Đấy là những người này nên đây tuyên truyền, nó nằm mục đích như thế, hiểu chưa? Chứ không bao giờ nói cái từ sợ hay không sợ. Còn thứ hai, mày nói biểu tình không sao đúng không? Cái vấn đề là luật pháp Việt Nam không quy định, mà không quy định mà mày biểu tình là mày làm trái pháp luật, mà làm bất cứ một việc làm nào dù là trái pháp luật thì cũng là những người việc làm góp phần phản động đấy, chỉ đơn giản là như thế thôi, đừng giải thích là việc gì hay không việc gì. Còn tao nói cho mày nghe này, biểu tình hay là bất cứ một hành động nào, người ta chưa coi trọng cái hành động đó, dù nó đúng hay nó sai là người ta chưa cần xét đến, nhưng nó quan trọng hơn là động cơ của nó. Ví dụ như mày đánh người đúng không, mày có động cơ thứ nhất là tự vệ, mọi người ủng hộ, nhưng mày có động cơ là để đàn áp người khác thì pháp luật sẽ xử mày. Nhưng cái vấn đề biểu tình ở đây nó cũng thế thôi, biểu tình như mày nói không sao, nhưng có nghĩa là biểu tình mà nói lên cái chính kiến của mình đấy, tao chưa nói lên cái việc đấy đúng hay sai, nhưng tao nói biểu tình đằng sau biểu tình đó là động cơ lật đổ nhà nước thì nó là phản quốc, nó là phản động, thì cái đấy là hoàn toàn sai, người ta phản đối. Thế còn nói đến cái việc biểu tình để bày tỏ chính kiến gì, có rất nhiều cách. Mày bày tỏ bằng cách mày đóng góp vào trong các hội đoàn, đóng góp ở các cái bậc hội đồng nhân dân các cấp, đầy đủ các kiểu cả. Mày không làm, mày thích đi ra ngoài mày mày hô hào, mày gào thét, mày gây mất trật tự xã hội, mày bày tỏ chính kiến của mày nhưng mày ảnh hưởng đến hành động, ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác, vậy mày giải thích ra sao? Hay mày thích làm mình là gì mày làm, xã hội này là của việc của một mình mày à? Hả? Có phải cái xã hội này là của một mình mày không, mà mày muốn làm gì thì làm, mày làm gì cũng được nhưng mà phải đừng ảnh hưởng người khác. Mày đi biểu tình không được ảnh hưởng, không được mất trật tự, làm cho những người mà kinh doanh buôn bán ở bên cạnh đó họ thất thu, không được đi xuống đường để tránh cho cái vấn đề là gây gọi là ách tắc giao thông. Tao hỏi mày, ở Việt Nam có chỗ nào, cái khoảng đất trống nào để cho chúng mày biểu tình không? Hả? Mày lên chúng mày cứ giải thích theo cái kiểu chúng mày bảo phương Tây chúng mày không biết đúng không? Nhưng mà cái việc biểu tình này nó xuất phát từ phương Tây, chúng mày học ở phương Tây chứ học ở đâu? Tôi Nói nói chưa cho thuyết mày biết phục này, cái thằng 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 với cái link Việt vừa nãy Nam. Việt Nam kìa, đang comment kìa. đâu, hình như thằng này là Đó. mình lốc nó rồi cho nên là mình sẽ không nhìn thấy nó. Nhưng nói cho mày nghe một điều này, mày biểu tình ấy, trước hết là mày được quyền bày tỏ chính kiến của mày, nhưng mày có biết là mày gây ảnh hưởng đến những người kinh doanh ở rìa đường đó, họ không thể kinh doanh được. Còn mày đi xuống đường quốc lộ, đi xuống gọi là đường giao thông, gây mất trật tự giao thông, vậy những cái quyền lợi của người khác mày giải thích ra sao? Hả? Tao hỏi mày, mày giải thích ra sao cái vấn đề đó? Hay mày chỉ biết bản thân của mày thôi? Mày chỉ biết là tao xuống đường biểu tình để thể hiện chính kiến của tao. Cho nên về nguyên tắc đấy, biểu tình trên các nước trên thế giới, chẳng qua các nước trên thế giới họ để như thế thôi, nhưng lỡ một cái xã hội văn minh hiện đại không có chỗ để dành cho biểu tình. Bởi vì sao? Đường nhé, đường là đường để dành cho người đi bộ. Mày làm gì thì làm, nhưng mày không được gây mất trật tự ảnh hưởng đến người khác. Tao đồng ý nếu mà mày thích tự do đúng không? Mày có quyền tự do thì cái người ở bên cạnh nó họ cũng phải có tự do. Chúng mày cứ tưởng là chúng mày nói, còn bây giờ mày lên mày bảo là những người này sợ cái bọn ba sọc lên lên đây. Thế thôi, tao không sợ là diễn đàn này chúng ta không có nữa để cho bọn ba sọc. Nó thích nói gì thì nói đúng không? Cho chúng mày muốn ở ở dưới nói gì thì nói đúng không? Tao nói với thằng Hoàng Trần này, bây giờ mày đóng góp vào quốc hội phải nghe chúng mày. Đấy, khi nào mà họ sai đến cái mức độ mà không thể nào chữa được nữa thì tự nhiên người dân lúc đấy người ta cũng sẽ phản đối. Có ai đi dạy đi làm cái việc đó không?
Người ta muốn nắm được quyền lực, muốn nắm được cái quyền lãnh đạo, trước hết người ta phải phục vụ được cái nhu cầu của nhân dân. Còn cái quyền lãnh đạo thì họ sẽ còn có cái để mà họ kiếm tiền. Tao nói thẳng mày câu như thế, chứ chẳng thằng nào mà muốn muốn ăn cái cây, muốn vặt cái quả cái cây đó mà người ta muốn chặt cả gốc đi vặt đâu. Người ta vặt nhưng người ta vẫn phải tưới tắm buôn, gọi là tưới tắm rồi bón phân cho nó. Ở cái nhà nước này cũng thế thôi. Ở cái nhà nước này nó cũng vậy. Nhà nước này bao nhiêu gì? Người ta cũng phải muốn gọi là lãnh đạo được nhân dân thì họ phải phục vụ được quyền lợi của nhân dân. Tao biết thằng Hoàng Trần này với thằng Việt Nam này là chúng mày chuyên đi đánh phá, gọi là rất là phản động những cái tư tưởng đấy này. Nhưng chúng mày cứ thử nghĩ đi, chúng mày đi biểu tình mà bao giờ chúng mày biểu tình mà không được ảnh hưởng người khác? Chào Lý Thì chúng Nguyễn. mày hãy nói. Chào An Trần. Rồi mở miệng ra chúng mày biểu tình bất bạo động có sao đâu. Chúng mày có dám đảm bảo cái vấn đề mà biểu tình bất bạo động không? Hả? Việt Nam này, nói Bây câu giờ á, Việt Nam mà nói là nói câu đi. là nên chưa thuyết phục. Chưa thuyết phục người Việt, chưa thuyết phục Việt Nam. Việt Nam đã phải một mình Việt Nam thuyết phục đó, thuyết phục được bao nhiêu người phải đi mình Việt Nam, Việt Nam thuyết phục Việt Nam là quyền. Tại Việt Nam là có tư tưởng chống đối đất nước. Thì Việt Nam có thuyết phục hay không cũng không quan trọng. Nhưng do thế mày biểu tình đấy là chỉ có những cái người như chúng mày biểu tình thôi. Biết ý dân thì chúng mày mày nói chuyện người ta không biết chứ còn gì nữa. Một khi tao nói cho cái thằng Hoàng Trần này biết đấy, một khi một cái nhà nước nào đấy, một khi cái nhà nước nào đấy nó mà đã muốn coi như là chèn ép lên đầu người dân chúng mày đấy, thì chúng mày biểu tình cũng đến thế à. Tao nói thẳng câu đấy. Còn mày đừng có nói ngưng cái luật đặc khu đó mà là do chúng mày. Nhà nước đấy nó còn phải nghiên cứu rất là kỹ, người ta trình lên quốc hội là như thế. Nhưng cái quốc hội đó họ cũng còn phải nghiên cứu xem nó lợi hại ra sao, nó chặt chẽ chưa chặt chẽ. Làm gì có cái chuyện mà bảo là nhờ có biểu tình của chúng mày mà dừng luật đặc khu. Bố lão bà láp nó quen đi. Hùng Phạm, ông già là ông đừng có điên, mời ai vào biểu gì vào nhà của Ben Lê Trương để đi biểu tình đó, thằng chột nó ai thèm nghe. Việt Nam này ai thèm nghe cái thằng chột đó. Ông thích thằng chột thì ông vào ông xem đi. Thằng chột bây giờ tôi cũng nản lắm rồi, biết không? Nản lắm rồi, kêu ngày nào cũng kêu biểu tình á, mà làm gì được Việt Nam này chứ. Anh để cho nó lừa gạt, câu view câu like. Nói đi luôn đi. Tôi nói cho cái thằng Trần Hải Hoàng Trần này biết đấy. Chúng mày cứ vơ nhận công của chúng mày à? Hả? Mày coi quốc hội nó là bù nhìn à? Mà một khi mày đã coi quốc hội là bù nhìn rồi thì nói với mày kiểu gì cũng thế thiệt. Bởi vì chúng mày chỉ tin vào chúng mày thôi, chúng mày chẳng tin ai cả. Và thực tế tao cũng chả tin chúng mày. Quốc hội chúng mày còn không tin nữa thì hà cớ gì tao phải tin chúng mày. Đây là những cái thành phần như Việt Nam này, Hùng Phạm này, Lưu Ly đã lốc lâu rồi. Cho nên là không bao giờ Lưu Ly nói chuyện với mấy thằng này, vì vào diễn đàn Lưu Ly nó toàn chửi à. Nó không bao giờ nó nói lên được một cái ý nghĩa nào, cho nên mình lốc đi. Đấy, chúng mày biểu tình đấy, luật an ninh mạng nó vẫn ra bình thường. Cái gì cần thiết người ta vẫn ra. Thấy chưa? Đúng. Luật an ninh mạng hay cỡ như mấy thằng bên Mỹ nó thừa hiểu biết đấy chứ. Bên Mỹ có từ lâu rồi, chỉ Việt Nam đây thôi mà nó còn vẫn kêu là chống đối Việt Nam là không được luật an ninh bên mạng. Chẳng qua sợ luật an ninh bên mạng á là kêu gọi đi phản đồng cũng có được, đúng không? Sợ bị bắt nó chỉ là phải gào thét lên. Tao hỏi chúng mày đấy, nếu như chúng mày có lý lẽ chúng mày cần gì phải xuyên tạc hả? Cái biểu tình tao nói mày về cái đặc khu đấy, có cái có, tao hỏi chúng mày là có cái từ ngữ, có cái nào là bảo là dành cho Trung Quốc hay không mà chúng mày cứ bảo là đặc khu đó bán cho Trung Quốc. Nếu như mà chúng mày có lý lẽ đấy, chúng mày cần gì phải xuyên tạc, chúng mày chỉ cần nói ra sự thật. Một khi mà chúng mày nói sự thật ai cũng nghe, còn chúng mày nói những cái lời lẽ xuyên tạc đấy chỉ chúng mày nghe thôi.
chứ. Em chào anh Cam Nguyễn. Nói tảng băng trôi đấy, tảng băng trôi nhớ hôm trước cùng với thằng Hoàng Sơn Nương đấy là chửi phân biệt vùng miền, cho nên là bắt buộc Lưu Ly phải lốc ra. Diễn đàn Lưu Ly không có tôn trọng những người mà vào ấy, ở Về dưới vùng miền. Ngọc Lai nó nói là tại vì tài Lưu Ly có gương mặt khó ưa. Ai 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 Ngọc Lai á Ngọc Lai Trần đấy à, hay là Ngọc Lai mặt Nguyễn? nó đẹp trai vậy khó ưa gì, đẹp trai hay gái vậy, tài cua Rồi, người ta không yêu nói như đâu khó là khó ưa hay là dễ ưa thì cũng nó không có tuổi, đơn giản vậy thôi. gì. Cho Việt Nam, cho Nam Việt lên để đấu hả, đấu với Lưu Ly hả? Những cái thành Đúng phần này không 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 cần thông não, nó cho nó xuống dưới hầm cầu hoặc là để cho chúng nó nghe, còn cần gì mà phải đấu mới đá ở đây. Xin lỗi tao, mày không đủ tuổi, không đủ bằng cấp, không đủ trình độ, thế thôi. Đấy, vào nó chỉ chửi như này, này giống mặt lòn này, giống nọ kia, thì cái loại này nó không 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 sút vào mặt nó thì để làm gì. đúng, nói là hoàn toàn là thằng thằng đang hay quá ra diễn đàn, thằng thằng bên Trương Chột đó lúc nào không hòa biết mà. Thì nói người ta không văn hóa, mấy mấy tụi bé comment tao càng nhiều người ta văn hóa là như chúng mày đúng không? Đấy, mới hai nữa này, nói về cái thành phần mà đi ngược lại với tất cả quyền lợi của nhân dân ấy, thì những thành phần đấy chúng ta cũng chẳng cần phải thanh hóa, cũng chẳng cần phải văn hóa đối với nó, cứ vào là sút thẳng vào mặt, cần gì đâu. Mày nói chuyện khôn đấy, mày nói chuyện thì khôn lắm Hoàng Trần. Khôn quá vậy nên đi đi theo thằng chột đó. Đúng Khôn quá phải đi theo thằng, khôn quá phải đi theo thằng chột, cái thằng này giấy rồi, thúi á, nó khôn là quá đi mỗi theo một thằng chột với người thằng giấy thúi á mỗi mỗi một đó. người ấy, là chúng ta có cái gì, chúng ta có được cái thân xác do chúng ta cho cha mẹ đẻ ra đúng không, được nuôi lớn lên đây đúng không, thế nhưng mà vô hình chung chúng ta lại đưa đầu vào cho mấy cái thằng phản động nó xài nó sử dụng, rồi bắt đầu là bị nhà nước bắt cho đi tù cả lũ. Đó, khôn quá, khôn quá nên chị đi Thái dưới á với thằng chột cháu. Nếu mà mày ở Việt Nam á, mày vô tù mày sẽ ngồi đếm móng tay mà đếm cổng đục, đếm đếm từng lóng tay mà đếm cổng đục còn đếm lóng chân nữa mới ghê. Đúng rồi, khôn quá, đi đi xem Thái dưới với là thằng chột với con cái gì, con Mimosa gì đó. Ui trời ơi, tao sợ tụi bay luôn. Con của tụi bay đó. Thôi nên nói như thế để đối với đây, cái bọn 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 như thằng Việt Nam hay Nam Việt gì đấy thì nó biết một điều, bọn này nó phải hiểu một điều Rồi. chúng ta mở diễn đàn ra vì mục đích gì, và cái biểu tình đó đấy hay tất cả những hành động gì đi trái lại với pháp luật tại một đất nước Rồi nào lát thì mời cũng là mai phản mai quốc, hiểu chưa? mai mai lên nha, mai mai hại lên nha. Ok. Rồi. Rồi. Mai hại nãy giờ gọi yêu cầu nè, đây. Mai hại. Chào Diều Sang. Ăn mời đó. Ê, thấy Lưu Ly nó mập vậy mà thằng à, gì? Người ta Lưu Ly tao mập vậy mà mình đã thành si kê hả? Đang mời á, đang mời á. Rồi, chào. Trời ơi, điển hình con gái đẹp quá mà ai ngờ con trai. Chào mọi người nha, chào chị Hà Minh nha. Rồi, đây. Rồi ở dưới cũng có nghe cổ phần chắc là ra rồi ha. Con Mấy thằng ngu thiệt đó chứ. Phải nói là tôi nói thật là từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi tin mấy thằng hải ngoại, thực sự. Nói cái có khi đụng chạm tới một ai đó nhưng mà thực sự là mấy người hải ngoại, cái đặc biệt là cái phần tử là Việt Nam Cộng Hòa đó, cái đầu óc của họ nó không không thoáng được. Chờ chút xíu gắn lại cái tay nghe. Thì có lẽ là
an ninh mạng của Mỹ nó chặn hết thông tin rồi. Những cái gì tốt đẹp về Việt Nam có lẽ là những người ở bên đó không thể nào mà biết được. Thì tôi nói đây cho mọi người biết là hiện tại tôi đang ở Việt Nam. Và cuộc sống phải nói là ở Việt Nam, tôi dám cá luôn là không có một nơi nào trên thế giới bằng ở Việt Nam. Tôi năm nay 40 tuổi. Tôi sống đến coi như là không phải là nhiều, nhưng cũng không phải là ít. Và tôi cảm nhận được rằng là để được làm một người dân Việt Nam quá chỉ là sung sướng, quá chỉ là hạnh phúc. Cho nên cũng đừng có ai có những cái luận điệu xuyên tạc về cái đất nước này nào. Chúng tôi sống quá tốt, không cần mấy người phải lo. Còn cái chú em Việt Nam gì đó nói là sợ đảo Minh Quân. Đảo Minh Quân là cái gì? Đảo Minh Quân không là một cái gì đối với kể cả là cộng đồng mạng này thôi, chứ chưa nói người dân Việt Nam không ai biết đến đảo Minh Quân là ai. Và cộng đồng mạng này gọi đảo Minh Quân là đảo Thủ Quân. Đúng rồi. Nó bị đổi. Đúng rồi, đảo Thủ Quân gì? Nó bị đổi tên rồi. Đảo Thủ Quân. Và tôi cũng như là bạn bè cũng như gia đình tôi là nhưng mà công an bộ đội hầu hết là công an bộ đội, chỉ có tôi không theo ngành. Và nói họ sống nó rất bình thường, rất tốt, không có gì phải chê bai cả. Còn cái chuyện tiêu cực thì có ở nơi nào không có. Đúng không ạ? Trên thế giới này cái nơi nào mà không có tiêu cực. Tôi nói đơn giản như là đó, bóng đá thôi. Khu vực Tây Á và khu vực Nam Á, những cái khu vực đó là đá cũng không được theo ý mình mà phải theo mafia. Thắng là phải thắng, thua là phải thua. Việt Nam này quá tốt. Bây giờ tôi nói thì giờ này tôi muốn ăn, muốn nhậu, muốn làm gì đó là quyền của tôi, không có ai nói gì, cũng không ai thèm nói. Đó là tự do của chúng tôi. 2-3 giờ sáng, 4 giờ sáng cũng được, tôi ngồi trước nhà tôi nhậu, miễn làm sao tôi đừng là quá làm phiền hàng xóm là chính được. Chính xác, đó đúng rồi. Tại sao các vị suốt những năm qua các vị cứ chõ mõm về đây, các vị nói đủ thứ trên đời, chúng tôi là người dân trong nước tại sao chúng tôi không biết, cần gì đến các vị nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tôi nói các vị không phải là công dân Việt Nam. Dạ đúng rồi, đâu có phải nữa. Thì các vị không có một cái quyền lợi gì ở cái đất nước Việt Nam này, cũng không có một cái tiếng nói gì ở Việt không Nam này. Không có quyền lợi gì hết. Rốt cuộc là các vị tìm kiếm cái gì? Các vị nói yêu nước, yêu nước sao không ở lại? Đúng. Ngay bên kế nhà tôi đây có một chú lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn nói chuyện với tôi hàng ngày. Và tôi cũng nói thẳng, tôi là người chống luận điệu xuyên tạc. Chú cháu nói chuyện nhau hết sức bình thường. Và chú nói cũng kể chuyện. Cũng kể chuyện và thực sự không có một cái vấn đề gì mà chú phải nói là cộng sản nó ác thế nọ, nó ác thế kia, hoàn toàn không. Nó ác là các vị đi hết rồi. Nó ác là mấy vị xuống biển cho cá mà bảo. Đó rồi đó. Ăn từ lâu rồi. Ăn từ lâu rồi. Không phải còn ngồi đó mà lên đây mà gãy. Cũng như ở trong nước, một số cái thành phần cực đoan chức sắc trong tôn giáo. Thì nào là lễ dỗ Ngô Đình Diệm, nào là thư tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Các vị làm những cái việc dư thừa. Cái điều quan trọng là các vị đóng góp cho quê hương. Mà tôi ghét nhất cái thằng nào nói thuế má ở Việt Nam. Trời ơi, thuế ông nội tôi nè, thu nhập của tôi. Thực tế là thu nhập của tôi bây giờ ít nhất phải 15 triệu. Nhưng mà có bao giờ tôi phải đóng thuế đâu. À, anh này tên Mai, anh không phải đóng thuế. Anh tên Mai, anh cầm ạ.
Mãi mai. Dạ không. Không, chú Cầm. Cầm hỏi anh á, Cầm hỏi anh á. Chú Cầm thì chào chú Cầm nha, theo dõi chú Cầm. Chú Cầm vui quá trời. Chờ chờ chút xíu ạ. Sao thực sự dùng thân nó lạnh lạnh. Chàng vừa tưởng mà. Các bạn tuổi mình quá. Thế hả, mai bằng tuổi mình á. Dạ. Năm 78 hả? Dạ sinh năm 79 vậy. À, nhỏ mình tuổi. 79. Dạ. Mặc cái áo ngồi phía ngoài nó đang mưa. Ông ở trên này là khoái nghe chú Cầm nhất, ở bên hải ngoại là khoái nghe chú Cầm nhất. Chú Cầm thì chú nói là không tham gia chính trị hay là gì đó, nhưng mà chú Cầm có một cái cách chia sẻ là nó rất tự anh nhiên, sống từ thật, anh nói từ thật. Dạ con, dạ đúng rồi, dạ con chào chú Cầm nha, một người đến Việt Nam cộng hòa. Nhưng mà có lẽ là ở đây á, mình nói là mình nói thôi, chứ họ không có hiểu ra được. Mà có hiểu đi chăng nữa thì họ cũng không cần hiểu. Tức là nếu họ hiểu ra mà họ làm theo theo như ý của mình á, thì làm sao họ có tiền? Đúng rồi. Ở đây á, họ không phải chống vì yêu quê hương mà chống là vì kiếm tiền. Tôi nói thẳng các vị vậy. Các vị chống vì tiền, yêu gì các vị, yêu thì ở lại năm 75 các vị ở lại xây dựng tổ quốc đi. Em còn tôi với chị Hà My cũng là cái gọi là cái lớp học sinh sinh sau để muộn sau chiến tranh, đúng không ạ? Thế nhưng mà ai cũng vậy thôi, chứ đâu có ai mà cứ phải sinh đẻ vào cái thời kỳ đó mới biết, đúng. Người ta qua các lưu tư liệu lịch sử mà người ta biết chứ. Chú Cầm thì mai mốt là Hải mở diễn đàn và mọi người tham gia khoái nhất chú Cầm. Đâu rồi Việt Nam rồi, Hùng Phạm đâu rồi? Việt Nam để xem á, đây đấy này, chạy cộng sản đây. À rồi, rồi, rồi tôi nghe chạy cộng sản làm cái gì? À, có ai bắn giết ai đâu mà chạy cộng sản làm cái gì? Tại sao những người ở lại đâu có ai chết đâu? Việt Nam này còn nhỏ mà cực đoan. Những người ở lại không ai chết kìa. Còn nhỏ mà cực đoan. Đến bây giờ những cái người ở lại họ vẫn sống vui vẻ với gia đình. Họ ở bên cạnh tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Ở chính trên mảnh đất quê hương mà bây giờ cuộc sống của họ rất tốt. Chạy cộng sản làm gì, chẳng qua các vị không chạy cộng trốn sản nhiệm vụ. Mà các vị đến một cái cũng không trốn tránh, em bây giờ nói không trốn tránh, bây giờ nói là các vị theo đó là vì cái cuộc sống nó quá mộng tưởng ở cái đất Mỹ. Đúng, anh nói đúng. Nhưng mà tôi nói các vị đấy, các vị phải nhận định như này, hiện giờ các vị sống trên cái đất Mỹ, các vị không bằng con chó ở bên nước Mỹ. Tôi nói thẳng luôn, ai muốn chửi tôi sao chửi. Nhưng hỏi các vị có cái quyền lợi gì ở trên cái đất Mỹ không? Để đi kinh tế mới hả? Ừ, thì đúng rồi. Thì cái này tôi trả lời cho Việt Nam luôn nhé. Để đi kinh tế mới, tại vì khi đó là người ở các nơi di cư vào Nam rất nhiều. Bây giờ bạn cứ tưởng tượng một cái chỗ nào nó quá đông người, có phải là nó phức tạp cho việc quản lý không? Thì đương nhiên nhà nước phải có cái chính sách là để di cư giãn dân, để xây dựng cái vùng kinh tế. Đúng, đúng, đúng. Nghe chưa? Chứ không có phải là chạy cộng sản hay là cái gì, các vị chạy vì ở bên kia nó có nhiều tiền. Vậy thôi. Mà cho Hà My ngắt cái này. Mà bây giờ người ta đi nè, đi kinh tế mới bây giờ xin lỗi đi. Rồi giờ giàu dữ lắm đó. Chính bác tôi đây nè, đi kinh tế mới nè. Bây giờ đất hả, bây giờ làm trời ơi giàu bà cố luôn á. Giờ muốn đi kinh tế mới cũng có nữa đâu cưng. Đúng rồi. Nó chỉ nói sự thật.
Giờ em muốn đi kinh tế mới cũng không có nữa, đâu mà đi kinh tế mới. Người bên kinh tế mới họ đi học khai phá. Phải không? Bây giờ mà đất cát rất là giàu có, họ còn cảm ơn ngược lại kinh tế mới đó. Em còn nhỏ, em đừng đừng cái cực đoan, mà cực đoan mà em cũng hiểu sâu quá là em cực đoan kiểu này em ngu lắm. Đó là chị nói sự thật. Em nhỏ thì em nên á đi một con đường đúng đi, đừng có đi sai đường. Em mời anh nói. Cái vùng kinh tế mới hiện tại bây giờ tôi nói là đặc biệt là các vị thấy vùng kinh tế mới như là vùng Đắk Nông bây giờ rất chi là giàu. Đắk Nông là vùng kinh tế mới, khu vực Tây Nguyên cũng rất nhiều. Thấy không? Giờ dân trên đó giàu lắm. Nói về Đắk Nông là xứ sở cà phê tiêu điều. À, rất chi là khá. Không xoay nè. À, còn à, cũng đang nói vấn đề của cái bạn Việt Nam này nè. Đúng không? Nó nói là chạy cộng sản nhưng mà thực sự có những người chỉ bị gọi là đi cải tạo 3 ngày. 3 ngày xong cho về với gia đình. Đâu có ai bắn giết, đâu có ai đánh đập làm gì, và lúc đó người ta không có đánh đập làm cái gì hết. Thấy không? Cùng là máu đỏ da vàng, ai cũng có thể phải có sự sai lầm. Rồi các vị thù cộng sản hay là thù nọ kia, chứ thực sự người dân Việt Nam bây giờ nếu không nhắc lại, không ai nói đến Ngô Đình Diệm hay là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa bù nhìn. Hồi nãy ông nào mới nói là cộng sản là bù nhìn gì đó. Bù nhìn của ai? Cộng sản bù nhìn của ai? Cộng sản là Việt Nam là một nước tự do và một nước độc lập. Quá tự do luôn đó anh, chơi giỡn đâu. Đất nước mình là quá tự do. Và bây giờ không có chỗ để. Đất nước mình thì quá tự do nên cả tuổi này mới lòng hành như vậy đấy. Đất nước mình quá tự do mới. Như tôi đã nói rồi, tôi khẳng định là một lần nữa với mọi người nhé. Không có nơi nào tự do và thoải mái như ở Việt Nam. Nó tôi hỏi cái thằng Mỹ nó chọc vào Việt Nam những cái gì? Nó nhân quyền cái kiểu gì? Mà nó cứ đi chọc vào nội bộ của người ta làm gì? Chúng mày đang, thằng Hùng Phạm đang sống ở trên, xin lỗi nhé, xin lỗi mọi người. Hùng Phạm có lẽ đáng chủ dục của chú rồi ăn thôi, nhưng mà tôi nói với cái con người như vậy tôi gọi nó bằng thằng. Tôi không có sự tôn trọng. Có những con người có khi kém tôi 10, 15 tuổi tôi vẫn tôn trọng. Và tôi gọi đồng hoàng, một cách xưng hô rất đồng hoàng. Nhưng ở đây các vị nó làm những cái việc nó không không đáng. Còn cái việc biểu tình như hồi nãy ai có nói? Các vị biết như năm 2014 ở khu vực Bình Dương. Đốt công ty, đốt xí nghiệp. Em ở ngay chỗ khu công ty này. Là đó. Đó là nhà nước mình phải đền bù biết bao nhiêu cho các doanh nghiệp nước ngoài. Đền nhiều lắm. Vậy thì ngân sách nhà nước bị hụt đi. Ngân sách nhà nước bị hụt đi. Thì nghèo lại nghèo. Thế thôi. Gió tôi bay thẳng. Quay phá không chứ đâu. Đó. Ừ. Cuối cùng là tự mình hại mình chứ có ai đâu. Trong khi đó mấy cái thằng ở hải ngoại nó rung đùi, nó ngồi có tiền mà nó rung đùi. Trong khi ở trong nước thì các vị là kích động biểu tình thì các vị vô khám các vị nằm hết. Hai cha con ở Đồng Nai đấy, đốt sân bay, đốt đốt kho kho xe Biên Hòa, sân bay Tân Sơn Nhất, 130 triệu không đáng. 130 triệu không là gì cả. Để bây giờ phải trả giá bằng bao nhiêu năm tù. Có đáng không? Đó đó, anh. Cuối cùng mình là người dính dính đòn hết. Có gì nữa. Đúng không? Thì chị em ý chủ diễn đàn chút xíu tôi đọc comment coi ai. Coi những ai nói cái gì. Thì bởi vì nó chỉ Việt Nam thế đó. Em hồi nãy nó lên á, nó thấy mặt mà điều nó còn nhỏ. Em nghĩ nó còn nhỏ, cỡ tầm chừng 35 tuổi đổ lên chắc không tới. Nên chi còn nè, Việt Nam còn nè. Nên chị cũng nói, chị cũng nói thật em ấy chứ. Em phải đi con đường đúng đi, chứ đừng có tiêu cực quá. Tiêu cực là em sai, em chịu thôi. Em còn nhỏ, em còn thanh niên.
Để không em nói em sống trong Việt Nam này. à dạ dạ Nguyễn Văn Phong nha. Ông ngay câu đầu mà ông nói ra là tôi biết ngay rồi. Ông nói là tôi yêu Tổ quốc nhưng tôi không yêu Đảng Cộng Ừ, sản. đúng rồi. Tại vì nghe một lần là biết là con người như thế nào, À, biết cái suy nghĩ của cho họ anh làm lên một sao. chút hả? Rồi. Để anh nói hết câu đi, anh nói đi. À, chú Để Cẩm anh nói hết à. câu đi, anh nói hết đi. Dạ. Thì ở đây thì thôi thì cũng chia sẻ chút xíu thôi. Rồi sau này khi mà mỗi một lúc chị lên thì có gì chị em mình lại lên. Còn bây giờ phải theo dõi chú Cẩm. Phải theo dõi chú Cẩm, rồi chú Cẩm nói gì. Chú Cẩm nha, chú Cẩm nhớ nhớ hai mai nha. Hai mai là diễn đàn của anh Bình Dương nè, diễn đàn của Lưu Ly, rồi Ngô Long, Trọng Nghĩa, Nguyễn Duy, Duy Nguyễn gì đó, là tất cả những Đó, cái diễn đàn chúng đó ta là hai mai đều có mặt. Nhưng mà tại vì chỉ comment ở bên dưới thôi, chỉ nghe mọi người nói. Nhưng mà hôm nay là phải nói là ngày hôm nay cũng coi một số cái diễn đàn của Bình Dương và thấy có cũng như nhiều là Doãn Như Lân, thì thấy có con súc vật gì 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 thì nó Thái Trần Trần Thái gì đó quên mất rồi đó, nên là tôi bực quá tôi lên. Thì thấy nó bức xúc quá. Ở đây á, nó thực ra mình không có làm chính trị hay gì cả, đúng rồi. nhưng mà tại vì là một người dân Việt Nam sống ở trên đất nước mà bị những cái thành phần mà nó kích động, nó vô nó phá Những đám cái thì bực mình thì xuyên nói tạc thôi. đó đâm ra mình thấy không đúng sự thật, đâm ra mình cũng bức xúc nha. Em phụ nữ đó em còn bức xúc, đừng nói anh là đàn ông. Em phụ sự em còn bức xúc á. Chứ tôi cũng đâu có phải Mình đâu có chính là trị với tôi gì tôi cũng đâu. đâu có phải là người làm trong chính trị hay làm ngành nọ ngành kia đâu, tôi chỉ là người dân hết sức bình thường, một lao động hết sức bình thường. Nhưng mà nghe các vị nói nó hoàn toàn vô lý, nên là anh chị em tôi là nó bức xúc vì nên Đúng nói, rồi đó anh. Đúng. thì cũng hy vọng là anh chị em hiểu được cái gì những người dân ở trong nước nói. Người ta sống ở trong đây, trời ơi, bây giờ nói bị tẩy não, sao tẩy Đúng não được, rồi. không có chuyện bị tẩy não. Cuộc sống của người ta khi mà bị người ngày xưa người ta có câu là con giun xéo lắm phải quản, đúng không? Đấy, thế nhưng mà thực tế đây cuộc sống hết sức bình thường, chẳng ai nói làm gì, chỉ có những cái phần tử kích động rồi bạo loạn biểu tình, mấy ông mới vô đây, mấy ông làm trò, mà làm trò của mấy ông choi choi tốt hơn hết, các ông đừng làm trò, các ông chẳng được gì, mà cuối cùng các ông lại bị vạ vào Đúng. thân. Chỉ những thằng mà nó đầu sỏ nó có tiền, chứ các ông không được cái gì hết mà các ông bị người ta chửi nhục. Như cái ông Hồng Phạm bây giờ năm nay rất lớn tuổi rồi, mà tôi nói ở trong cái diễn đàn này ông bị chửi quá nhục, ông không đáng, ông già rồi ông không đáng bị chửi như vậy đâu. Nên tốt hơn hết ông né những cái diễn đàn này đi, ông đừng có lên nữa. Mà ông lên á thì ông phải nghe người ta nói xem người ta nói cái gì đúng hay Đúng sai. rồi. Mà tôi nói thẳng luôn là YouTube ở bên Mỹ, thằng ăn mạng nó sẽ chặn hết những cái gì tốt ở Việt Nam, nó chặn hết. Các vị tư liệu không có, sách báo các vị không đọc được, thì các vị không bao giờ có thông tin về một cái đất một nước Việt Nam. Hôm trước tôi có live stream, hôm trước tôi có đi Sài Gòn, tôi live stream ở khu vực từ Nhà Bè về phía dưới dưới quận 4 rồi rồi về dưới quận nhất, tôi live stream suốt một cái chặng đường như vậy để các vị thấy rằng là Việt Nam bây giờ nó quá đẹp. À, mới hơn 20 năm thôi nhé, năm 94 là Mỹ nó dỡ bỏ cấm vận đối với Việt Nam, hơn 20 năm mà một đất nước bây giờ nó quá giàu, nó quá mạnh đi rồi, thì các vị không có gì phải trở về đây làm gì. Các vị muốn hôm nào tôi đi Sài Gòn tôi live stream cho các vị coi một bữa nữa, nhà cao tầng mọc lên như nấm, Anh Hào đi vô mấy xe ô tô quận chạy đầy 2 đó, đường, lách mấy sách quận luôn. 2 đó. Quá trời luôn. Quận 2 rồi đó anh. Trời ơi thấy mà Hôm rồi tôi mới livestream nè, trời không, mà Việt Nam bây giờ dân nó sao, nó ở nhà lầu không thèm. à, ở nhà mấy chục lầu không à, nó ở building À không đúng rồi. à. mà cũng kỳ, Việt Nam sao mà bắt chước ghê nhá, toàn đi lịch sử không à. Đúng rồi là Ồ, cái tiền đâu mua ta không, cái này chắc là mấy ông Việt Nam Cộng Hòa gửi tiền về cho mua đó. đúng rồi, chiều nay nó nói là Việt Nam toàn là người Việt
Tưởng là Việt Kiều gửi tiền về không á, nên chi mà đất nước Việt Nam mà như vậy đó, bó tay luôn á. Anh cầm còn không? Anh cầm còn không thì Có ok mà tôi hỏi nha. chị à, chú Dạ, nói đi cứ nói. chú cầm đợi xíu, nói chút xíu nữa rồi con xuống nha. Hay là như này, ví dụ như bây giờ nhà chị có một người ở bên Mỹ phải không, bên nước ngoài đi, thì cái người đó sẽ gửi tiền vào 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 ngân sách nhà nước hay là gửi tiền cho chị? Ông gửi cho gia đình thì ông xài chứ nhà nước nào có, ông đóng góp Gia đình cái mình gì xài đó. chứ Em mà ở đây có gan lưu ly nè, anh nói là kiều hối ở nước ngoài là còn thua cả cái mức tiền anh gửi về cho gia đình anh ấy. Em gửi được bao nhiêu tiền mà các ông làm ghê à? Việt Nam bây giờ nó lấy sạch nó nhiều lắm, nó nghèo, đi nước sạch chị vừa nhiều. tử quay bói trong trong diễn đàn luôn trời. Tôi nhà tôi cũng nghèo lắm, đi ba đứa con với vợ mà một tuần đi ăn nhà hàng lần thôi chứ không có đi nhiều, Tuần hai nhà hàng, một tuần đi ăn nhà hàng là vui chỉ được rồi, có vậy đúng thôi rồi. Mình là một người bình thường là mình tuần đi, đó. mình làm cả Không, ngày cả cả tuần thì một tuần mình dẫn gia đình mình đi ăn nhà hàng, đó là đúng rồi. nhưng mà tối tối mà buồn buồn mà vui vui gì đó lại chở vợ con đi chơi chứ không phải làm quá nhiều. Chứ dân làm nhiều thì có tiền nhiều thôi, có gì đâu. Nó do mình hết Việt Nam mình, ai ép mình. Không thuyết phục Nam Việt. Tôi sang Hùng đây. Sang Hùng Lân. Ô Hùng Lân à, Nguyễn Hùng Hùng Lân Lân à. làm gì bị Hùng ngáo Lân là ông đá, nào? mà Hùng thằng Lân. ngáo đá nó bị bệnh, nó bị bệnh rồi, nói chuyện của mình à, nó bị bệnh, thằng nó bị bệnh. Thôi Dạ hôm nay vậy thôi nha chị Hà My ha, bây giờ cho chú cầm lên rồi tôi rồi, gọi chú em cầm tạm biệt. Dạ cầm từ chút nào. mà anh cầm Hồng Lăng đó, thằng Hồng Lăng đó, thằng Hồng bị tay giếng. Trời, Hello, chào mọi chào người. anh lâu ngày quá. Chào Hà My xấu quắc. Chào Hồng bị số quá. Nếu mà khen ở kia kìa, tụi nó là tụi nó bậy nữa, về chào xấu quắc. Rồi. Thì thằng em, thằng cháu gì nó mới ở đó thì nó nói cái gì tâm khoái chứ. Nhưng mà có điều người ta đang rầu rầu, ta nghe anh hỏi Hà My hình như hiện giờ Việt Nam đang cấm thịt cầy phải không? Thịt chó Đâu đó. Cấm có, bán ra. cấm thì cấm cho cũng bán. Không mà có cấm được không, Có cấm mà bán, dân mình nó bán. À, tính về Việt Nam có thịt cháu ăn ôi trời ơi tao thiệt mà tao ăn rầu bởi vì bắt chước phương Tây làm cái gì, trời ơi khổ quá, tao thèm tao tức tôi về tôi đi ăn mà nó cấm mẹ đi rồi tao làm sao ăn được đây, trời ơi thấy không khổ, bắt chước phương chán. Tao giờ tao lên nhà bà của mấy cô này là tao bắt kêu là tao phải chào những người xấu quắc thôi, tao không có dám chào kia nữa đâu mà quá. Rồi đôi mắt thằng Việt Nam với cái thằng gì nãy tao ngồi tao coi cái comment bậy bạ tùm lum như này là tao coi nó mất tiêu rồi đó. Hương của Lê Gia Phạm khùng, ăn tiền bệnh. Tao ăn tiền bệnh hay còn lâu mày, tao ăn tiền bệnh tao hơi kệ cha, tao muốn nói thì tao mới nói, tao không khe. Đúng rồi. Thì tụi mày bí đề tài là hết rồi, hết có chuyện gì con quỷ lang này cũng Em vô xin lỗi nữa. tí. Hình như tụi mày khùng hay sao, hết chuyện đề tài rồi bây giờ không có thấy cái đề tài nào hết, cho tụi mày chửi rủa tao là sao, khổ rồi à, làm như nó hết đề tài rồi sao á. Cầm nó đúng sự thật á. Không chửi thì cũng chửi kia, nó kêu tao mê gái nhiều vợ rồi trâu dài gặm cỏ non gì tá lả bù binh, người ta về tao nói rồi. Tao mới nói gì tao nói kệ ra, tao nhận hết rồi xong. Anh có này, gái mà không mê tao tao còn chết sướng hơn đó Bây giờ, tao em, biết trả lời cho anh nhau, nó không có nói mê gái mà vợ không mê biết là tao chết sướng hơn. mê gái rồi. Nói chung là tao hay lên nhà đứa nào mà con gái là nó kêu vợ tao hết, tao nói ừ tao về nhiều vợ lắm đồ mà vậy rồi thôi khỏi mệt nó luôn á. Nói một cách khác chăng nữa đó, hả thời Việt Nam bây giờ tao thấy rất ư là tuyệt vời rồi. Tao đã nghe nói cái vụ Việt Nam đi đang sản xuất xe hơi luôn, Việt Nam VinFast gì đó phải không tụi con, Dạ. của các ông của các ông Phạm Nhật Vượng phải không ta. Quá hay luôn.
coi như là bắt đầu là leo lên đầu thế giới ngồi rồi nha. À, sắp sửa lên ra xe hơi rồi phải không? Có tòa nhà 81 tầng rồi, thấy là khủng khiếp rồi đó phải không? Việt Nam bây giờ quá đẹp, phải công nhận điều đó. À, đất nước đang đi lên thì chúng ta sao chúng mày không mừng là sao ta? Ngộ ghê nha. Ta không hiểu à. Ta chưa đầu có một cái điều mà tới gì ta cũng hài lòng hết trơn rồi. Có cái điều cấm trịch chó thì ta hơi buồn buồn. Mẹ không bởi vậy ta rồi. Bởi vậy ta mới nói tụi bay khổ lắm, hết mỗi lần nó đi theo phương Tây là ta thấy ta rầu à, rồi thấy không? Thiếu tao một cái món rất ư là đặc biệt ha. Chị vào người dự vợ đi xuống đi nấu cơm cho vợ đi. Trời ơi, ta nấu cơm gì? Ta nấu hết rồi. Còn tình cá cháy như hôm trước á. Ổ lắm. Còn bệnh kỳ đó, theo lên ngồi nói chuyện với mấy bà này với nó nói chẳng Duy Nguyễn, bất cứ nói chuyện với ai là một là cơm cá chiên thì khét, thịt kho thì cũng khét, cái gì nó cũng khét hết trơn á. Bây giờ tao kinh nghiệm rồi, tao không có nấu gì tao mới lên. Rồi, nói chung thì bây giờ mấy bữa nay thì tất cả những người trẻ tuổi ở Việt Nam mình thì hay nhìn ra nước ngoài bằng cặp mắt như là thán phục rồi, nói chung là có gì có một cái điều gì họ không tưởng mà cảm thấy là cái gì đó mà lớn lắm, hoặc là khác biệt với người thực chất thì những người sống ở ngoài nước ngoài lâu năm thì mới hiểu được, không khác gì ở xã hội Việt Nam cả, nhưng mà bảo đảm với con là không bao giờ tự do bằng Việt Nam. Yeah. Tự do Việt Nam là số 1, bảo đảm dân quyền cũng số 1 luôn. Hôm qua hôm kia như các ba cái Luli, tao có lên đoạn Luli, tao không cho tụi bay coi mấy clip rồi đó. Nhân quyền là công lý của nước Mỹ đó. Hình như tụi đây tới dưới này cũng có đứa coi rồi, có đứa chưa coi, nhưng mà chắc chắn là những đứa coi rồi thì nói lại cho những đứa chưa coi. Thì nói một cách khác là ở nước Mỹ này thì mình nên thủ thân thôi, chứ còn cái chuyện đừng có nói chuyện ra đường mà vinh quang rồi gặp cảnh sát rồi hoành hè giống như kiểu Việt Nam mà. Never đi, không bao giờ có đâu. Rồi mẹ, ta nói nó từ ta lặp đi lặp lại câu đó nó hoài à. Nó lên nó gõ phím là tào lao chứ nó gặp cảnh sát là nước đáy nó chảy mẹ ra quần rồi. Đủ bắt nó lạ luôn cái gì đó, lạng của bọn nó bắt. Đó. Đó, ngày hôm qua như ta đã cho tụi mày coi clip rồi mà. Ừ. Em có thấy. Ừ. Cái gì già xá quắc, tao già mà không xấu tao mới là kỳ vậy nha. Già đến như thấy xấu rồi, nhưng mà tao là trai. Cha cầm biển cùng quá đi uống thuốc đi, tao uống thuốc hàng ngày mà tao chẳng uống mà hút nữa kìa. Nói vài câu cho tụi con hiểu là cái điều mấy bữa nay thì hình như là tất cả công chuyện thì tao cũng đang trong trong nghe nó hăm dọa gì 20 biểu tình gì rồi, có biểu tình không? Thấy gì đâu anh. Em mình chưa đâu có thấy gì đâu anh. Cái gì cũng vậy, nói tá là nói nhiều câu mà mình không thể ngờ được. Hỏi con Hương Ly cái gì Goria nè, cái gì mà tao ở bên nhà thằng bên đây trường có con nhỏ kìa, nó lên nó nói bữa nay được rồi anh, bữa nay là kỳ này mình thành công rồi. Hỏi sao thành công, nó em mới đi coi bói về đồ đi bữa tình. Nghe nói là tao bật cười đi hết hồn. Đi bữa tình mà coi bói nữa. Bả thiệt. Chán cho chết tôi đau bụng quá. Đi vô tình phải coi bói. Cả nhà cơ cũng đau bụng quá. Bỏ lại cười đi. Chán cũng đau bụng rồi. Cái gì nó cũng vậy thôi. Đất nước tao đang yên bình, thanh bình thôi. Để tụi tao sống đi. Tao lại tụi bay rồi tao đang nghỉ hoài. Mà tụi bay không nói. Tụi bay tha cho đất nước tao đi. Tụi bay đừng có thương đất nước tao nữa. Mày bỏ đi. Mày càng thương tao càng khổ. Rồi mày thương mày yêu nước tao, tao còn khổ thêm nữa. Mệt quá. Thôi đừng có thương nữa đi. Rồi mà. Anh em nhìn anh nói em mất cười quá. Thì anh mà tụi nó mới bỏ đi. Anh lên mạng là thuộc giảng diễn viên hài mà không ai trả tiền hết trơn. Ngộ vậy. Cười sảng khoái thế hả My? Hả My mà cười là sảng khoái lắm. Ngày hôm qua thì cũng lên mạng của Bình Dương, của gì đó, của Luli rồi cũng nói hơi nhiều. Rồi thật nhiều, thật cũng thật nhiều. Ừ, chịu thì khổ. Bây giờ có 2-3 Hai, nó đúng.
nói chung là ơi, mạng xã hội này thấy còn cái hai ba mống là một là Hùng Lân này, hai là Jackson Bùi, ba là A Quy, rồi còn gì thằng nào nữa, chỉ còn vài ba mống thôi à. Mà đứa nào nấy đầu đầu đất không à, khổ lắm, không có giải thích cho nó, miễn giải thích đi, tụi nó là không cần bị giải thích, không nghe và không thèm đọc tụi nó nói chi nữa, bởi tụi nó đâu có trình độ mẹ gì đâu. Một thằng đúng là cả lâm mà một thằng cái bùi cái cà riết thôi, cà lâm nó ta nghe nói hình như nó về đó rồi, nó thương nước Việt Nam lắm, cho nên tại vì nó muốn dạy Việt Nam làm kinh tế, tao nói hình như là dạy ẩm Nhật Vượng á, đồ má trời ơi, đồ mới đi lượm lon mà đi đòi đồ mới đi đi dạy đại gia kinh tế. Nó điên nó mức độ đâu có anh, nếu mà nó khôn, nếu mà nó làm giàu in Mỹ rồi nó còn về Việt Nam dạy làm giàu nữa, mấy thằng này bị hoang tưởng. Còn là dân lượm lon mà toàn là điều nó tính đi lên phi thuyền đi sao quả không à, mà nó đòi chết gì đâu, nó đi sao khổ. Đúng rồi, thái vui là đúng. Còn rồi khổ lắm, còn một thằng thì kêu muốn ngồi giơ tay quơ chân suối người ta đi vô tù, mà nó ngồi nó hô hào hoài, rồi má ngồi dưới kiểu vô vô em ủng hộ vô tưởng sao. Tao cũng đóng ruột, tao nói ngày 20 tay biểu tình hả ta, rồi xong tưởng sao không có mẹ gì hết đó duyên ngộ. Còn thằng khùng mà Hùng Lân thì nói có ngon rồi sắc cờ gì đó, sắc cờ đỏ sao vàng rồi đi xuống cái gì Cali đi vòng vòng người ta cho 5.000 đô. Độ thì kia thằng nào biết nó khách là bày gì bày ngon mà khách cờ bao quen gì Việt Nam đứng 5 phút, độ hai đứa qua lại cũng đúng là khùng luôn. Bởi nói chuyện với mấy thằng này lắm, mấy thằng điên, ra nhiều khi nói chuyện hơi phí phí. Tao nghi cái uổng công bây giờ tao lên chủ yếu là chọc hài rồi nói chuyện tiêu lâm rồi chơi, chứ còn kể lý tụi này nó mệt lắm, khổ quá. Đất nước người ta yên bình như vậy, tao hỏi rõ tụi bây là nói một cách khác thì nữa, bây giờ có vợ chồng nói chuyện đỡ, đừng nói chuyện lớn chỉ cho nó mệt lắm. Hai vợ chồng là hai đứa tụi bay mà xích mích nhau, bữa đó là gây lộn nhau đi, hai vợ chồng gây lộn nhau đi thì cái bữa cơm nó chắc chắn là tụi bay nuốt không vô rồi, đúng không? Bảo đảm tụi bay vợ chồng gây lộn mà sao nuốt cơm vô được, đúng không? Bữa cơm nó lạnh ngắt thì của anh ta đang đất nước người ta đang hạnh phúc vui vậy, không tự nhiên tụi bay đào vô, tụi bay xé lẻ ra, tụi bay làm tùm lum tụi bay, ai cho tụi bay làm, đúng không? Cái chuyện đơn, cái chuyện lý lẽ rất là đơn giản thôi, trừ hợp khi nào mà có cái gì đó thì tụi bay biết vào được. Còn tụi bay mà tụi bay tôi nghĩ tụi bay nó có gì đâu mà ngày vô mà con nít ranh không, toàn lượng mấy 20 tuổi, 3 tuổi, 40 cho là 50 tuổi nó xuống đi, đâu có tài cái gì đâu. Ta nghĩ tụi bay đâu có gì đâu, cái gì cũng không phải ghê gớm lắm anh Cầm, chưa phải cái gì dịch vụ đó đi. Anh Cầm coi cái gì đây này ở Mỹ đi lùm lon để chế tạo tên lửa mà anh Cầm nói thì nó hơi quá đáng nặng nề. Tao ở Mỹ, tụi bay ở Mỹ thiệt thì đến nghề lượm lon thì cũng là mạng hạn, chỉ có cái bà là cái gì, cái bà luật sư Trần Kim Thành thôi, phải Bùi Kim Thành thôi. Còn à bà Bùi Kim Thành hay á, cột cái cuốn cái khăn ba sọc lên đầu phải không? À đúng là bà đi lượm lon thiệt á. Còn ủa bà lượm lon hả? Tao không nói là tao không nói đi lượm lon là hơi có tội tụi bay thiệt, nhưng mà nó cũng thuộc về cái dạng giống như là mạng hạn, cũng làm công dân, cũng làm y chang vậy thôi. Bà chữ U chữ T nó nói tiếng Anh chưa xong nữa, còn bày đặt cái nói ngôn ngữ của bản địa của họ, mình đang sống ở nước của họ, nó chưa xuông nữa, còn đòi nói chỏ bỏ về bên kia ngồi dạy người ta đi làm này, dạy người ta đi làm kia, tức cười quá, đủ nó ngộ quá. Giống như mù mà đi dạy sáng đi chỉ đường, khổ độ tao biết rồi, đồ thành như nó loạn lên rồi sao đó. Khổ ta thiệt, rồi bởi vậy từ kia em thấy giống như ở bên Cali, em thấy như nào cũng hò bì thì hơi giống nhau á, làm như bị đau á, nào cái hôm trước có một clip mà nó lòi tạc là anh chàng sơn tây nhà ta đi làm như ngon lắm, xách cái điện thoại đi quay thực tế ở hiện trường ngay chỗ thủ phủ California ngay Phước Lộc Thọ, cho có cái ông đó nè, ông con đi tôi phỏng vấn cho ông coi, đồ mà phỏng vấn tưởng ông sao, ông này không biết chân trời, ông nói thiệt là ông nói ở đây là cờ rồi sao không có treo tụi lưng ra, cái rồi giờ ông nói sao chú có về Việt Nam lần nào chưa, cái ông kia ông nói là mà về chi nó bán mẹ hết chân trời rồi đủ cột mốc biên giới rồi gần tới kia rồi luôn, có nghĩa là cái người ở Cali á họ không biết, một người già lớn tuổi á, nói người lớn tuổi họ không biết gì mù tịt, chỉ có cái vấn đề coi như một chiều thôi,
Cái này đó tao ngồi tao cười ngất luôn, tao với Duy Nguyễn ngồi cười chết mẹ luôn. Cái đảo không hiểu gì Việt Nam, đảo không biết gì, tại nó bịt thêm. Có nghĩa là nó bịt kín thông tin chứ nghe một chiều thôi. Ông kia ông vô tình ông nói là biển đảo nó bán rất là nó bán mất mẹ. Thì đảo nó cũng bán, biển nó cũng bán rồi, giờ đất liền nó cũng bán luôn. Bây giờ Nha Trang đầy rồi, có một cái thằng tin nữa nó nói là ở Việt Nam thì có 26 triệu người, 26 triệu người Trung Quốc hiện giờ đang vô chiếm giữ luôn, tào lao luôn. Ông cũng tin răm rắp luôn, ông đâu có biết mẹ đâu, ông nói thiệt mà. Chứ là đây nói ông thấy này cười quá. Đúng Thôi rồi được em rồi, ơi. anh đi lên cho tôi thôi, chứ còn giờ anh sẽ đi rước cháu, nhỏ cháu đi học rồi, cũng cũng À gì cái vợ dạ. mà anh đang anh cho thằng cháu đi học anh mới biết là cái vụ mà dùng tròn tròn vuông vuông đó. Nhưng con Anh vô lên chửi ở bên Mỹ này phát nó phát hành cho con cháu nó học cái đó mà về Việt Nam cũng 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 có cái vụ nó tụi này nó xuyên tạc mà hình như cái thứ gì nó không còn gì mà để xuyên tạc, không tao không hiểu. Tao còn cái em vụ nói bên đó nó bị mấy đau hết cái mà. buồn cái gì đã vậy thôi, còn đám nghệ sĩ Việt Nam mình đám cải lương mới là ghê, còn chớ nguyên bài hát tròn tròn vuông vuông nữa chứ, cái gì đó cũng 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 xuyên tạc được rồi. Chưa tới đây là cái luật an ninh mạng này nó ra rồi, không biết ra chưa, tao không biết chắc ra rồi áp dụng vô đó rồi rồi đó hồi lên là sủa tao cũng thiệt bạc thiệt tụi thôi. Được rồi, có về là nói chuyện với em chơi thôi, Dạ, và em tạm biệt anh. rồi xong rồi chào người xấu quắc ok vậy thôi, người đẹp cái nó nói tao mà mê gái phiền lắm rồi. Bây giờ đánh cuộc gặp đứa nào xong người xấu quắc hết ok. Ok, chào mọi Gọi người. là đàn ông. Không, mê gái đâu phải là đàn ông. Rồi, tạm biệt anh. Chắc là vì cũng nghĩ quá, lại tí nghĩ quá. Lại tí nghĩ quá. Tại vì lai tí nghỉ. Thôi chào tạm biệt cả nhà. Vì ngày ngày muộn hơn cái ngày mới có hiệu lực, đúng rồi, năm 2019 mới có hiệu lực. Tạm biệt cả nhà nhé. 11 giờ rồi ta.